trên 39 độ C kèm co giật hoặc là dấu hiệu não màng não, tím tái, khó thở, hoặc là trẻ có suy giảm miễn dịch như là suy giảm miễn dịch bẩm sinh, trẻ nhiễm HIV giai đoạn lâm sàng 4 hoặc có biểu hiện suy giảm miễn dịch nặng, chống chỉ định tiêm kết vaccine sống giảm độc lực. Còn có cái trường hợp tạm hoãn thì có thể đây là cái đối với trẻ trên 1 tháng tuổi thì cái trường hợp tạm hoãn đối với cơ sở tiêm chủng ngoài bệnh viện bao gồm như là có tình trạng suy chức năng cơ quan, mắc các bệnh cấp tính, các bệnh nhiễm trùng, sốt trên 37,5 độ C hoặc là hạ thân nhiệt dưới 35,5 độ C, trẻ mới dùng các sản phẩm globulin miễn dịch trong vòng 3 tháng trừ kháng huyết thanh viêm gan B, tạm hoãn tiêm vaccine sốt giảm độc lực. Trẻ đang hoặc mới kết thúc điều trị corticoid liều cao, hóa trị sẽ trị trong vòng 14 ngày thì cũng tạm hoãn tiêm vaccine sống giảm độc lực. Trẻ nặng dưới 2 kg thì chuyển khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện. Và tương tự đối với các trường hợp là có tiền sử phản ứng tăng dần sau các lần tiêm chủng trước của cùng loại vaccine và mắc các bệnh bẩm sinh hoặc các bệnh mãn tính thì chúng ta cũng chuyển đến khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện. Qua slide ha. Còn các trường hợp tạm hoãn đối với cơ sở tiêm chủng tại bệnh viện thì đó là trẻ mắc các bệnh tim bẩm sinh hoặc là mãn tính kèm theo tăng áp động mạch phổi và các trường hợp như cơ sở ngoài bệnh viện. Còn khám sàng lọc đối với nhóm trẻ sơ sinh thì các trường hợp chống chỉ định tiêm vaccine đối với nhóm trẻ sơ sinh đó là không tiêm vaccine ngừa lao cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV mà mẹ không được điều trị dự phòng tốt lây truyền từ mẹ sang con, các trường hợp chống chỉ định khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Còn đối với các trường hợp tạm hoãn với cơ sở tiêm chủng ngoài bệnh viện thì gồm các trường hợp giống như trẻ trên 1 tháng tuổi và có thêm một số trường hợp như là trẻ sinh non dưới 34 tuần, nếu mẹ test HBsAg âm tính thì tạm hoãn tiêm vaccine viêm gan B, tiêm chủng khi trẻ đủ 34 tuần, nếu mẹ HBsAg dương hoặc là mẹ không xét nghiệm thì phải chuyển khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện. Trẻ sinh non dưới 34 tuần thì tạm hoãn tiêm vaccine ngừa lao và tiêm chủng khi trẻ đủ 34 tuần tuổi. Với các trường hợp tạm hoãn đối với cơ sở tiêm chủng tại bệnh viện như là trẻ có chỉ định cấp cứu, sốt trên 37,5 độ hoặc là hạ thân nhiệt dưới 35,5 độ, trẻ dưới 28 tuần thì tiêm chủng vaccine viêm B khi trẻ đủ 28 tuần, trẻ dưới 34 tuần thì tạm hoãn tiêm ngừa lao, tiêm chủng khi trẻ đủ 34 tuần, trẻ nặng dưới 2 kg mà mẹ HBsAg âm. Còn đối với trường hợp mẹ HBsAg dương hoặc là không xét nghiệm cho mẹ thì còn tiêm vaccine viêm B cho trẻ, trẻ mắc các bệnh tim bẩm sinh có tái phổi kèm theo. Thì đó là phần khám sàng lọc trước tiêm, còn sau khi tiêm thì ta phải cho trẻ ở lại ít nhất 30 phút sau tiêm vaccine để theo dõi các phản ứng sau tiêm nếu có, đồng thời phải theo dõi tình trạng sức khỏe ít nhất 2 ngày sau tiêm vaccine nếu có các biểu hiện như là sốt cao trên 39 độ C, co giật, khóc thét, khóc da dạ không dứt, khò khè, khó thở, tím tái, nổi ban đỏ, sưng to nơi tiêm. Thì khi mà mẹ và gia đình phát hiện có những triệu chứng này thì phải đưa bé ngay đến bệnh viện gần nhất để điều trị, đồng thời phải thông báo cơ sở để tiêm vaccine về trường hợp phản ứng vaccine này. Thì đó là phần về tiêm chủng của em. Thì tiếp theo sau đây bạn Kha và Khang sẽ trình bày về phần khám sàng lọc. Dạ thưa cô, em xin phép trình bày phần khám sàng lọc. Thứ nhất là khám sàng lọc phát triển. Thì chúng ta có các thông số tăng trưởng như là chiều cao, chiều dài đối với trẻ dưới 2 tuổi, cân nặng, chu vi vòng đầu. Đánh giá thông số tăng trưởng thì được thực hiện và thường quy trong các mọi lần khám. Riêng chu vi phần đầu thì được đánh giá định kỳ đối với trẻ dưới 2 tuổi và có thể đánh giá giá trên 2 tuổi khi các triệu chứng về trí não. Việc đánh giá ở dưới 2 tuổi sẽ giúp chúng ta nhận biết các dị tật bẩm sinh sớm, các mốc lâm sàng phát triển của trẻ, đánh giá phát triển của trẻ là lúc 9 tháng, 18 tháng và 30 tháng để đánh giá cho bệnh nhân biết bệnh nhân có bị suy dinh dưỡng hay là béo phì thừa cân để tìm các nguyên nhân mắc phải bẩm sinh. Về tim mạch thì sàng lọc về tim mạch thì khi chúng ta sẽ biết là bệnh nhân tim bẩm sinh thì là loại dị tật bẩm sinh phổ biến nhất với tỷ lệ 1%, trong đó bệnh tim bẩm sinh nguy kịch thì chiếm 25%, cần phải can thiệp sớm. Khám tim thì phải nghe và bắt mạch cả tay và chân,
Bệnh tim được sàng lọc trước sinh, sau sinh và khi có các triệu chứng gợi ý. Việc đo huyết áp cho bệnh nhân thì phải được diễn ra đo huyết áp cho 3 lần. Được chẩn đoán là trên bắt phân định 90. Được đo thường quy ở trẻ em trên 3 tuổi, và đối với trẻ em dưới 3 tuổi thì phải có được đo khi có khuyến cáo nguy cơ cao. Đây là những nguy cơ cao dành cho những trẻ em dưới 3 tuổi cần được đo huyết áp, như là tiền sử sinh non dưới 32 tuần, hoặc có cân nặng nhỏ hơn tuổi thai, sinh nhẹ cân, có những biến chứng sơ sinh cần được chăm sóc đặc biệt, bệnh tim bẩm sinh, nhiễm trùng đường niệu, tái phát, thiếu máu, protein niệu, bệnh thận đã được biết hoặc dị tật tiết niệu, tiền sử gia đình mắc các bệnh thận bẩm sinh, ghép tạng rắn giống như là gan, thận, bệnh nhân mắc các bệnh ác tính và phải cấy ghép tủy xương, điều trị các loại thuốc gây tăng thêm áp, và hoặc là mắc các bệnh toàn thân liên quan đến huyết áp như là u sơ thần kinh, u cứng cổ, bệnh hồng cầu liềm, hoặc là có các biến chứng về tăng huyết áp như tăng áp lực nội sọ. Về sàng lọc hệ xương khớp thì chẩn đoán bẩm sinh sinh có tỷ lệ cao, chúng ta test otolanin dành cho những được khuyến cáo dành cho những trẻ dưới 1 tuổi, nhưng cái test này thì dương tính cao ở những trẻ dưới 3 tháng tuổi, dành cho những trẻ có yếu tố nguy cơ cao như là đẻ ngoài mông, các bé gái vì ảnh hưởng nhiều của hormone sinh dục mẹ hơn bé trai, hoặc là dị tật chân hoặc vẹo cứng cổ làm tăng nguy cơ khớp háng. Khi có các triệu chứng là tiếng lít ở khớp hoặc là mất đối xứng giữa hai hông, cần siêu âm để hỗ trợ chẩn đoán. Đây là test otolanin. Thì test này cho trẻ nằm và đùi vuông góc với trẻ như hình vẽ. Thì khi chúng ta dùng tay ngón cái ở phần phần háng và ngón trỏ ở phần hông của trẻ, thì khi việc cử động khép dạng thì chúng ta sẽ sờ thấy một cục ở hông trẻ. Nếu mà sờ thấy cục đó sẽ test này sẽ dương tính. Tiếp theo, về sàng lọc hệ xương dành cho trẻ vị thành niên thì trong đó có vẹo cột sống, thì kiểm tra tư thế cúi người trẻ, trẻ yêu cầu cúi người về phía trước, kiểm tra đường cong của cột sống, đồng thời xác định cột sống nghiêng về phía bên nào, bên trái hoặc bên phải. Kiểm tra tư thế đứng của trẻ thì khi đứng thẳng, bác sĩ sẽ nhìn được độ lệch giữa giữa vai, hông, khung chậu, khớp háng so với bên còn lại. Ngoài ra, kỹ thuật này chúng ta còn đánh giá được cái độ lệch của khung sườn hoặc là ụ ngồi hoặc các vùng lõm khác. Đây là hình lệch xương sống của đánh giá của trẻ cúi hoặc là đứng. Việc đánh giá này thì dành cho những trẻ ở độ tuổi dậy thì là 10 đến 14 tuổi đối với nữ và 12 đến 16 tuổi đối với nam. Việc sàng lọc về khám sàng lọc về thính lực thì khi chúng ta đã biết là mất thính lực bẩm sinh có thể dẫn đến việc chậm phát triển ngôn ngữ và khó khăn về hành vi tương tác tâm lý xã hội, và các thành tích học tập khác sẽ gây kém. Việc kiểm tra thính lực thì ở nước ngoài thì sau khi sinh đã được kiểm tra thính thực qua phản ứng thân não thính giác ABR, thì cái kiểm tra mốc kiểm tra này em được lấy trong Nelson là từ sau khi sinh đến 2 tháng, 4 đến 6 tuổi, và
8 tuổi, 10 tuổi trở đi. Thì nhóm mắt nguy cơ cao cao là trẻ mắc các bệnh rubella bẩm sinh, viêm não, dùng thuốc aminoglycoside và kém đáp ứng với tiếng động và phát triển tiếng nói, thì chúng ta nên liên hệ chuyên khoa tai mũi họng để đánh giá. Về sàng lọc, về khám thị lực thì chúng ta thể khám xem có bất thường về nhãn cầu, mi mắt hoặc không nhìn theo vật chỉ thị, hoặc là gạch chú ý không đáp ứng với kích thích thị giác. Thì đây, trong năm dị tật mắt chúng ta phải chuyển đến ngay đến chuyên khoa mắt, là đục mắt thủy tinh thể dưới 4 tháng, u nhãn cầu dưới trên 6 tháng, tật khúc xạ trên 5 tuổi, lé từ 1 đến 10 tuổi và giảm thị lực trên 5 tuổi. Về khám sàng lọc răng miệng thì sâu răng chiếm tỷ lệ cao 48,5% ở trẻ từ 2 đến 19 tuổi. Vào năm 2015 đến 2016 em lấy số liệu của Hoa Kỳ, nhưng thì theo đánh giá thì ngày càng giảm. Để hạn chế sâu răng thì chúng ta cần cho trẻ đi khám răng đều đặn, hạn chế cho trẻ bú bình bú sữa mẹ sau 18 và 12 tháng tuổi, không cho trẻ trước khi đi ngủ hoặc là ngập bú bình lâu. Bổ sung fluor cho trẻ, có thể bổ sung fluor cho trẻ trẻ từ lúc sơ sinh là có phải từ 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 lúc nhỏ là có thể là sử dụng nước máy pha sữa hoặc là cháo bột cho trẻ. Việc đánh răng cho trẻ 2 lần một ngày được khuyến cáo với mọi lứa tuổi. Chúng ta phải điều chỉnh lượng đánh răng phù hợp. Sau đây đến phần trình bày của bạn Kha, em xin mời bạn Kha. Cảm ơn phần trình bày của bạn Khang. Chào cô, các bạn, em là Nguyễn Tuấn Kha. Em xin trình bày tiếp tục về phần sàng lọc về cận lâm sàng. Thì sàng lọc cận lâm sàng là một cái sàng lọc mà không có thường quy ở trẻ. Tuy nhiên là y học hiện nay là ngày một phát triển, cũng như là đời sống kinh tế người dân Việt Nam là ngày một cải thiện. Cho nên là cái sàng lọc cận lâm sàng là một cái cần thiết đối với trẻ để phát hiện sớm những cái bệnh di truyền bẩm sinh cũng như là những bệnh mắc phải. Thì nó giúp cho phát hiện những cái bệnh mà gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe trẻ, hay là ảnh hưởng đến cái sự phát triển thể chất và tâm thần, cũng như là có thể đe dọa tính mạng. Ở trẻ sơ sinh thì nên sàng lọc sớm trong vòng 48 cho tới 48 giờ cho tới 7 ngày. Thì xét nghiệm máu tĩnh mạch hoặc là xét nghiệm máu lấy máu ở gót chân. Thì lấy máu ở gót chân ở đây thì tại vì đối với trẻ sơ sinh thì ở gót chân thì máu nó có lượng máu ở gót chân nó có lượng máu dồi dào, cũng như là nó kém nhạy cảm, bé là ít đau nhất. Rồi những cái sàng lọc đối với trẻ này thì em xin trình bày là, thứ nhất là có sàng lọc về suy giáp bẩm sinh, thứ hai là thiếu men 6BD, thứ ba là tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, thứ tư là suy giảm thính lực bẩm sinh, thứ năm là thiếu máu thứ sách, thứ sáu là ngộ độc trì, thứ bảy là lao, thì cuối cùng là tăng lipid máu. Về cái sàng lọc cận lâm sàng thì nó không những bắt đầu từ cái sàng lọc ở trẻ em, mà nó đã bắt đầu từ khi mà bà mẹ có ý định mang thai. Trước khi mang thai thì ông bố và mẹ sẽ đi khám tiền sản hay là bổ sung cái axit folic trước 3 tháng để giảm cái nguy cơ là dị tật ống thần kinh. Ngoài ra là còn có tiêm phòng rubella, cúm, thủy đậu hay là viêm gan B. Ngoài ra là bà mẹ còn phải tránh tiếp xúc các hóa chất độc hại, rượu bia là các cái yếu tố nguy cơ như hồi nãy bạn đã trình bày. Rồi, cái thứ hai là sàng lọc về dị tật thai nhi là trong trong cái thời kỳ bà mẹ mang thai, là đó là ở tâm can nghiệp thứ nhất thì sẽ sàng lọc từ 11 cho tới 13 tuần 6 ngày, là làm các cái xét nghiệm máu double test, triple test để
phát hiện những cái nguy cơ của những cái bệnh như là hội chứng Down hay là hội chứng Edwards. Ngoài ra là còn ở tâm cái người thứ hai thì có siêu âm hình thái đánh giá về bất thường cấu trúc của thai nhi. Tâm cái người thứ ba là có siêu âm hình thái khảo sát đánh giá sự phát triển thai nhi, vị trí thai, nước ối cũng như là dây rốn. Cái phần hôm nay thì em sẽ đi đi sâu về cái sàng lọc ở sơ sinh và trẻ em. Thứ nhất là về siêu giáp âm sinh. Sàng lọc bằng cách là định lượng TSH. Ở trên này là cái bảng TSH bình thường theo tuổi đối với trẻ nam và trẻ nữ từ này là từ 1 tháng cho tới 11 tháng tuổi cho tới 18 tuổi. Thì các bạn có thể tham khảo. Đây là em lấy của Edison 2011. Thì tuyến giáp không có sản xuất đủ hormone giáp, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và hoàn thiện của thể chất, tinh thần của trẻ, có thể để lại di chứng bệnh viện. Nếu như là được phát hiện và điều trị kịp thời thì trẻ có thể phát triển bình thường. Còn nếu như ở những trẻ suy giáp mà không có được phát hiện hay là điều trị trong vòng 2 đến 3 tuần sau sinh thì nó sẽ gây biến chứng tâm thần không có hồi phục được. Chuyển slide. Thứ hai là sàng lọc thiếu men G6PD. Thì cái men G6PD này là nó giúp hồng cầu bền vững trước các tác nhân oxy hóa. Các bạn có thể tìm hiểu về cái chu trình của tác dụng của cái men này. Thiếu cái men này thì nó sẽ cái hồng cầu nó sẽ dễ vỡ, gây tán huyết, từ đó phóng thích các bilirubin quá mức, làm cho vàng da kéo dài, gây nặng hơn, sẽ gây các tổn thương não. Nếu không can thiệp sớm thì não sẽ dễ bị tổn thương bệnh viện, gây cái biến chứng là chậm phát triển vận động và trí tuệ. Thì cái này là một cái quy trình sàng lọc thiếu men G6PD. Thì cái mẫu để sàng lọc là cái mẫu máu khô, thì sẽ được sàng được gửi đi xét nghiệm và trả kết quả trong vòng 2 ngày. Thì nếu như cái kết quả là ra là có thiếu men G6PD thì ở những bệnh nhân này thì bệnh nhi này thì có cái nguy cơ cao thì có thể cho trị tái khám và làm huyết thanh chẩn đoán xem có dương tính hay âm tính hay không. Còn đối với những trẻ có nguy cơ thấp thì có thể ở khoa cận lâm sàng sẽ không có gửi kết quả. Thì sau một tuần mà không có kết quả thì bà mẹ sẽ mặc nhiên là trẻ không có thiếu men này. Đối với những cái mẫu không sẽ gửi lại mẫu sau đó. Thì quay slide em ha. Phần tiếp theo là về tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh. Cái tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh là bằng cái xét nghiệm là định lượng 16 OHP. Trên này là cái bảng mà cái khoảng tham chiếu bình thường của cái định lượng 16 OHP này đối với trẻ sơ sinh và trẻ em từ trong vòng 1 tháng cho tới 10 tuổi. Các bạn có thể tham khảo. Thì cái rối loạn tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh này sẽ gây ra các cái rối loạn sản xuất các hormone tuyến thượng thận, thì từ đó nó sẽ gây ra rối loạn về giới tính và cái sự phát triển bộ phận sinh dục. Ví dụ như ở trẻ gái thì việc tăng sinh androgen làm nam hóa bộ phận sinh dục, thì thường thường cái định lượng này nó làm sàng lọc trong vòng 24 cho tới 72 giờ đầu sơ sinh. Cái việc mà sàng lọc sớm mà phát hiện sớm nó cũng hạn chế sự phát triển giới tính lệch lạc ở trẻ. Tiếp theo là suy sàng lọc về suy giảm thính lực bẩm sinh ở trẻ. Thì
sàng lọc và thính lực là một cái sàng lọc về khám là thường quy như hồi nãy bạn Khang đã trình bày, còn cái phần bây giờ em trình bày là cái sàng lọc về cái cận lâm sàng, là ta có thể đo thính lực, nhĩ lực hay là phản xạ cơ bằng đạt. Trên hình là hai cái ví dụ về đo thính lực và đo phản xạ cơ bằng đạt. Thì có trẻ bị tổn thương suy giảm thính lực thì có thể là do di truyền, có thể do bệnh lý, hay là các cái tổn thương hay là các cái tác động trong cái quá trình bà mẹ mang thai hay là sanh đẻ. Nguy cơ cao đối với những trẻ mà có thể bị là suy giảm thính lực này là đối với trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân, các mẹ có bị mắc bệnh truyền nhiễm, hay là ở gia đình có tiền căn mắc các bệnh về thính lực, thì trẻ sẽ suy giảm thính lực sẽ ảnh hưởng đến khả năng nghe đọc và làm cho trẻ chậm phát triển nhận thức, suy nghĩ và giao tiếp. Cái việc mà sàng lọc suy giảm thính lực bằng các cái cận lâm sàng này sẽ giúp ta can thiệp và điều trị sớm hiệu quả cho trẻ để cải thiện các cái khả năng hơn. Rồi tiếp theo là sàng lọc về thiếu máu thiếu sắt. Đối với lâm sàng một trẻ thì ta phát hiện ra trẻ có thể thiếu máu thiếu sắt là như là trẻ có da xanh niêm mạc, trẻ biếng ăn, trẻ rối loạn tiêu hóa như là tiêu chảy táo bón, trẻ ăn mất ngon do mất gai lưỡi, hay là trẻ có cái nhiễm trùng tiêu hóa chậm tăng trưởng. Nhưng mà những cái dấu hiệu lâm sàng này thì nó lại không có đặc hiệu, và thường thì nó có nhiều trẻ thiếu máu thiếu sắt nhưng mà không có biểu hiện trên lâm sàng, cho nên là ta cần các cái cận lâm sàng để sàng lọc trẻ sớm, là làm công thức máu, sắt huyết thanh và cũng như là ferritin. Bình thường thì cái về sắt thì cái tổng lượng sắt trong cơ thể trẻ thì chiếm lượng nhỏ. Đối với trẻ sơ sinh thì tổng lượng sắt là 240 mg, còn trẻ từ 1 tuổi thì tổng lượng sắt nó đã là 420 mg. Những cái trẻ mà có nguy cơ cao mà thiếu máu thiếu sắt là đối với trẻ không bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bởi vì sắt trong 6 tháng đầu thì ở trong sữa mẹ nó có cái thành phần lớn. Thứ hai là trẻ ăn dặm thì trong cái quá trình ăn dặm có thể trẻ còn bú mẹ hoặc là không bú mẹ, nhưng mà cái lượng sắt mà từ mẹ thì nó đã giảm nhiều. Thì trẻ mà ăn dặm mà không có được đa dạng thực phẩm, không có đủ các cái thực phẩm chứa sắt thì cũng giảm cái chuyện mà hấp thu sắt qua cái đường hấp thu. Trẻ hay có bị rối loạn tiêu hóa cũng gây giảm hấp thu sắt. Hay là trẻ có suy dinh dưỡng bào thai, sanh non, thiếu máu nhẹ cân, trẻ sanh đôi, hoặc là cái biến chứng mất máu khi sinh là trẻ là tiêu hóa, ở tiêu hóa mất máu qua đường tiêu hóa, là nhận biết được là đối với trẻ là có tiêu phân đen. Qua slide luôn. Phòng ngừa thiếu máu thiếu sắt ở trẻ là như hồi nãy mình có thể can thiệp vào những cái yếu tố nguy cơ của trẻ, như là mình cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Thứ hai là bổ sung sắt cho bà mẹ. Thì bổ sung sắt cho bà mẹ là trong suốt cả thai kỳ đối với những bà mẹ có nguy cơ thiếu máu, cũng như là sau thai kỳ ít nhất là khoảng 1 năm. Trẻ mà trong cái thời kỳ ăn dặm thì phải cho trẻ cân đối bữa ăn, chế độ ăn đa dạng các cái thực phẩm có chứa sắt như là thịt cá. Ngoài ra là phải hạn chế trẻ là ăn nhiều cái thực phẩm mà làm giảm hấp thu sắt, như là tinh bột gạo, đậu xanh, bột ngũ cốc hay là sữa bò. Xử trí một cái trẻ mà có tình trạng thiếu sắt là sau khi ta chẩn đoán trên cận lâm sàng, là cái ngưỡng mà để điều trị thiếu máu sắt là hemoglobin là dưới 11.5 gram trên decilit. Xử trí trẻ là cho trẻ là bổ sung sắt bằng các cái sản phẩm bổ sung sắt, thường là các sản phẩm sắt hữu cơ hóa trị 2 là dễ hấp thu hơn, là như là gluconat hay là succinat.
cái liều là 4 đến 60 mg trên ngày trong vòng 6 đến 8 tuần. Sau đó nó đánh giá lại, nếu như mà trẻ vẫn không có đáp ứng thì ta sẽ xem xét lại các cái có nguy cơ trên như ở trên em trình bày là có giải quyết được chưa. Rồi tiếp theo là sàng lọc đối với những trẻ ngộ độc trì. Thì cái ở Việt Nam hiện nay thì cái việc trì phế thải hay là việc ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước là cái nguồn mà ngộ độc trì nhiều nhất. Thường thì nó sẽ bị ở những trẻ em mà sống ở những vùng ô nhiễm nguồn nước, các cái trẻ hiếu động. Ngoài ra thì trì nó còn tồn tại ở trong đất cũng như là trong các cái thực phẩm mà bị nhiễm trì. Trì thì tác động vào cái sự tổng hợp hemoglobin và chuyển hóa vitamin D, từ đó là gây sa sút học tập ở trẻ. Trên lâm sàng thì trẻ không có rõ ràng để phát hiện một cái trẻ ngộ độc trì. Thường thường thì trẻ sẽ bị đau bụng táo bón hay là đau đầu, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa. Qua slide luôn ha. Thường thì ta sẽ sàng lọc trì độc ngộ độc trì cho trẻ là theo CDC thì sẽ sàng lọc lúc trẻ 6 tháng, trẻ 9 tháng, trẻ 12 tháng và trẻ 2 tháng tuổi. Ngoài ra là có thể phòng tránh cho trẻ là trẻ phải rửa tay trước khi ăn và hạn chế tránh tiếp xúc với các cái nguồn trì như trên hình ở trên. Một cái sàng lọc tiếp theo là sàng lọc về bệnh lao cho trẻ. Thì sàng lọc về bệnh lao cho trẻ là một cái sàng lọc định kỳ. Thì lúc trẻ 1 tháng, trẻ 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, từ 2 tuổi trở đi thì sẽ sàng lọc cho trẻ mỗi năm một lần. Đối với thì hiện nay thì trẻ đã được tiêm tiêm BCG cái lúc dưới 1 tháng là đã được tiêm. Tuy nhiên là đối với những trẻ có nguy cơ cao thì cũng cần phải sàng lọc, như là trẻ có tiếp xúc với người bị bệnh lao, trẻ có bố mẹ hay là những người thân bị nhiễm lao, trẻ có cái phản ứng lao tố dương tính, hay là đối với những trẻ suy giảm miễn dịch như là nhiễm HIV. Thì cái xét nghiệm bên hình bên phải là cái xét nghiệm quy antiferon là giúp sàng lọc bệnh nhi lao sơ nhiễm. Nếu như ta sàng lọc cái này có bất thường thì có thể cho trẻ tái khám và làm các cái cận lâm sàng chẩn đoán như là làm AB hay là cái hay là PCR lao. Rồi về cái sàng lọc về cận lâm sàng cuối cùng của em trình bày là cái tăng lipid máu. Thì sàng lọc là bằng cholesterol máu đối với trẻ 2 tuổi hay trẻ 4 tuổi. Sau đó là xem xét cái tình trạng béo phì của trẻ. Nếu như cái cholesterol tăng trên 170 mg trên decilit thì ta thử định kỳ lipoprotein lúc đói. Còn nếu như cái cholesterol này tăng thường xuyên thì hướng dẫn chế độ ăn kiêng lâu dài. Cái này sẽ được trình bày sau. Trình bày của em là hết. Mời bạn tiếp theo. Chào cô và các bạn, thì em là anh Vị sĩ Di Kha. Tiếp theo em xin trình bày về phần giáo dục sức khỏe. Thì phần đầu tiên là các chủ đề trong giai đoạn nhiễm nhi, thì gồm có là chăm sóc thường quy như là cho ăn, ngủ, dỗ khóc. Thì đây là một cái hình hướng dẫn về giấc ngủ an toàn của Đại học Alabama Vương quốc Anh. Thì cái giấc ngủ an toàn này sẽ giúp giảm nguy cơ của hội chứng đột tử nhũn nhi và các vấn đề tử vong nhũn nhi liên quan đến giấc ngủ. Thì theo hình thì chúng ta thấy là người ta khuyến cáo nên luôn luôn cho trẻ nằm ngửa khi ngủ và nằm trên một cái tấm nệm không quá mềm và
vừa vặn với củi của trẻ, không đặt các cái gối hoặc là thú nhồi bông hoặc là các tấm nệm lót trong trong củi của trẻ, và cho trẻ ngủ cùng với cha củi của trẻ ở cùng phòng với cha mẹ ít nhất là đến 1 tuổi, và không hút thuốc xung quanh trẻ, đặc biệt là không cho trẻ ngủ cùng giường với ba mẹ hoặc là ngủ trên ghế sofa với ba mẹ. Tiếp theo là kích thích trẻ ngủ nhi nhằm chủ động cung cấp các ý tưởng và khích lệ trẻ thông qua việc là nói chuyện với trẻ, tìm hiểu về thế giới xung quanh, đặc biệt quan trọng đối với những trẻ linh hoạt và ham tìm tòi. Chúng ta có thể giáo dục chăm sóc sức khỏe răng miệng, hướng dẫn cho người chăm sóc trẻ cách rửa lưỡi cho trẻ, giáo dục trẻ ý thức vệ sinh rửa tay, vệ sinh ăn uống, vệ sinh da và cơ thể, không chơi nơi bụi bẩn, tạo điều kiện cho trẻ hoạt động vui chơi ngoài trời, hướng dẫn trẻ cách ăn mặc và mang giày dép, và đặc biệt còn lưu ý phòng ngừa tai nạn tại nhà cho trẻ, gồm có các tai nạn té ngã, phòng nước sôi, điện giật, ngạt nước hoặc là tai nạn ngộ độc. Tiếp theo là các chủ đề trong giai đoạn từ 1 đến 5 tuổi là tiếp tục hướng dẫn, tiếp tục giáo dục sức khỏe chăm sóc răng miệng. Ở trẻ này, ở tuổi này thì có thể hướng dẫn cho trẻ đánh răng cùng với gia đình, giáo dục sức khỏe vệ sinh rửa tay, vệ sinh ăn uống, vệ sinh da và cơ thể, không cho trẻ chơi nơi bụi bẩn, tạo điều kiện cho trẻ, tiếp tục tạo điều kiện cho trẻ hoạt động vui chơi ngoài trời, hướng dẫn trẻ cách ăn mặc, mang giày dép và thói quen đi vệ sinh, tập cho trẻ ngồi bô, hướng dẫn, tiếp tục hướng dẫn phụ huynh phòng tránh tai nạn tại nhà, té ngã, phòng nước sôi, điện giật, ngạt nước, ngộ độc và các bệnh truyền nhiễm, đồng thời phải phát hiện kịp thời và điều chỉnh các vấn đề về phát triển như là thừa cân béo phì hoặc là gầy còm, suy dinh dưỡng. Đây là một cái hình tổng hợp các thói quen vệ sinh tốt mà cha mẹ nên dạy cho trẻ, gồm có thói quen vệ sinh răng miệng, thói quen tắm rửa, thói quen chăm sóc tóc, vệ sinh răng, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh khi ho và hắt hơi, vệ sinh tay và vệ sinh khi đi toilet. Tiếp theo em xin đi cụ thể vào giáo dục sức khỏe của từng nhóm tuổi. Đối với giáo dục sức khỏe trẻ 1 tháng tuổi thì tập thói quen ngủ cho ăn đều đặn, ôm ấp, âu yếm, nói chuyện với bé thường xuyên và đặc biệt là không lắc trẻ mạnh. Bắt đầu cho trẻ chơi nằm sấp. Về dinh dưỡng thì cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, 8 đến 12 cữ một ngày. Đối với giáo dục sức khỏe 2 tháng tuổi thì tiếp tục duy trì thói quen ngủ cho ăn đều đặn, ôm ấp, vỗ về, nói chuyện, hát với bé thường xuyên. Cho trẻ nằm sấp chơi, dinh dưỡng, tiếp tục cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, 8 đến 12 cữ một ngày. Về vấn đề an toàn thì phải để nước nóng và các vật nhỏ xe tầm tay của trẻ. Giáo dục sức khỏe đối với trẻ 4 tháng tuổi thì tiếp tục thói quen ngủ cho ăn đều đặn, đọc truyện, hát với bé, tiếp tục cho trẻ nằm sấp để kết hợp cái việc bò trường của trẻ. Về dinh dưỡng thì bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, 8 đến 12 cữ trên ngày. Với sức khỏe răng miệng thì lưu ý không dùng nấm vuốt giả, không phải vệ sinh răng miệng, tránh bú binh khi nằm trên giường. Về vấn đề an toàn thì nước nóng và các vật nhỏ phải để xa tầm tay của trẻ. Giáo dục sức khỏe đối với trẻ 6 tháng tuổi thì bắt đầu cho trẻ chơi các trò chơi tương tác qua lại, nói, hát, đọc sách, chơi với bé. Về dinh dưỡng thì bắt đầu bên cạnh bú mẹ thì bắt đầu cho trẻ ăn dặm và uống nước trái cây, cho trẻ tập dùng ly, sức khỏe răng miệng, tiếp tục vệ sinh răng miệng, rửa miệng và tránh bú sữa trên giường. Về vấn đề an toàn, còn phải giữ an toàn nồi củi nơi chơi của trẻ, tránh cho trẻ bị phỏng, không cho trẻ chơi ở nhà bếp hoặc là cho trẻ ăn thức ăn quá nóng và phòng ngừa sạc thức ăn nhỏ và các vật nhỏ. Về giáo dục sức khỏe đối với 9 tháng tuổi thì bắt đầu sử dụng kỷ luật hợp lý và nhất quán, chơi ủ ẻ với trẻ, nói chuyện, hát, đọc sách cùng với bé, tránh dùng tivi, máy tính, điện thoại. Về dinh dưỡng cho trẻ bố mẹ cần ăn thức ăn đạm, đảm bảo đa dạng các loại thức ăn và ăn 3 bữa một ngày, cho trẻ tiếp tục dùng ly, sức khỏe răng miệng, vệ sinh răng miệng, chà răng, rửa miệng, tránh bú sữa trên giường. Về vấn đề an toàn thì phải lưu ý vấn đề ngạt nước, tránh cho trẻ lại gần nơi chứa nước, hồ ao, hồ tắm, không đặt vật nặng hay thức ăn nóng ở trên khăn bàn, bởi vì tuổi này trẻ đã bắt đầu có thể đứng vịn và vịn các vật để đi, cho nên có thể kéo cái khăn bàn và gây đồ lên người của trẻ.
Giáo dục xuất hiện đối với trẻ 12 tháng thì hướng dẫn khi trị khắp là nên để yên trong một thời gian ngắn và làm phân tán sự chú ý của trẻ, khen ngợi khi trẻ làm tốt, thiết lập tập quán gia đình, ngủ trưa, đọc sách, hát trước khi đi ngủ, thói quen đánh răng. Về dinh dưỡng thì khuyến khích trẻ tự xuất ăn, tránh thức ăn nhỏ, cứng, ăn 3 bữa chính cộng với 2 bữa phụ và ăn uống đủ nhóm chất. Về sức khi răng miệng thì bắt đầu cho trẻ đi khám nha và đánh răng 2 lần một ngày, tắm bú sữa đêm. Về an toàn thì ngăn ngừa trẻ lục lọi, giám sát cẩn thận khi trẻ chơi trong nước. Giáo dục xuất hiện đối với trẻ 15 tháng tuổi về vấn đề giao tiếp và xã hội thì cho trẻ lựa chọn giữa hai đơn vị về giấc ngủ, tiếp tục duy trì thời gian ngủ, khen hành vi tốt hay khi hoàn thành công việc. Xuất hiện răng miệng thì cho trẻ đi khám nha, đánh răng 2 lần một ngày, tránh bú sữa ban đêm. Về an toàn thì lưu ý vấn đề phòng an toàn với nước nóng, về diêm quạt phải để ngoài tầm tay của trẻ. Giáo dục xuất hiện đối với trẻ 18 tháng tuổi là khuyến khích tính tự lập của trẻ, thực hiện những quy định kỷ luật một cách nhất quán, khuyến khích trẻ nói và thiết lập thói quen đi vệ sinh, bắt đầu khuyến khích trẻ ngồi bồ, vấn đề an toàn là lưu ý vấn đề phòng và ngạt nước. Là giáo dục xuất hiện đối với trẻ 2 tháng, đối với trẻ 2 tuổi thì nói chuyện với trẻ, cùng trẻ đọc sách mỗi ngày, kể một câu chuyện lặp đi lặp lại, hỏi trẻ một cách chậm bởi vì trẻ khó có thể trả lời nhanh được, chúng ta phải kiên nhẫn. Tính tình và hành vi thì khuyến khích trẻ thể hiện cảm xúc, chơi với bé khác, tập thói quen đi vệ sinh cá nhân, rửa tay, vệ chi miệng mũi khi ho và hắt hơi. Xem tivi thì giới hạn thời gian bé hơn 1 đến 2 giờ mỗi ngày. Chúng ta có thể xem cùng và thảo luận với trẻ, khuyến khích các hoạt động ngoài trời. Về an toàn thì cần phải giám sát kỹ khi trẻ ra ngoài, khi trẻ chơi gần xe cộ, máy móc và ngoài đường. Giáo dục xuất hiện đối với trẻ 2,5 tuổi cần duy trì thói quen gia đình như là tập thể dục, bữa ăn và đọc sách hàng ngày. Về giao tiếp thì thông qua bài hát, trò chơi và đọc sách, thúc đẩy phát triển về mặt xã hội, chơi cùng trẻ khác, tác động qua lại, bắt chước người khác và chọn lựa. Ở tuổi này thì chị chuẩn bị đi học mẫu giáo, chúng ta mặc đồ dễ thay cho chị, tập chị đi vệ sinh đúng cách, ngồi bô sau mỗi 1 đến 2 giờ, khen ngợi chị và duy trì đọc truyện ca hát. Về vấn đề an toàn thì tiếp tục giám sát khi chị ra ngoài gần nguồn nước, khi chơi với thú vui về vấn đề an toàn về lửa và sóng. Giáo dục xuất hiện đối với chị 3 tuổi thì hướng dẫn chị thể hiện tình cảm, kiềm chế con giận, tăng cường giới hạn và thái độ phù hợp, khuyến khích đọc viết, đọc sách, trò chuyện dựa trên một bức hình, khuyến khích chị kể với bạn bè, học hành, chơi đùa cùng bạn bè thì chị có thể chơi tương tác và chơi theo lượt, phát triển hoạt động thể chất tại nhà và ở trường, hạn chế ngồi một chỗ, giới hạn thời gian xem TV của chị. An toàn thì chị lúc 3 tuổi thì khi chúng ta có thể chở chị đi trên xe thì cần phải là lưu ý vấn đề an toàn khi ngồi xe máy hay xe ô tô, vấn đề té ngã, giám sát khi chị ra ngoài và người xe chạy, không cho phép đi qua đường một mình. Giáo dục sức khỏe đối với trẻ 4 tuổi thì tiếp tục phát triển thói quen giữ gìn sức khỏe, không xem tivi khi ăn, đánh răng 2 lần một ngày. Tivi thì chỉ hạn chế xem bé hơn 2 giờ một ngày, tích cực hoạt động thể chất 3 ngày. Về cộng đồng thì phải dạy trẻ nguyên tắc bảo vệ bản thân khi gặp người lạ. Thứ nhất là không có bất cứ người lạ nào nên bảo trẻ phải giữ bí mật với cha mẹ. Thứ hai là không có bất cứ người lạ nào sờ chạm những vùng nhạy cảm trên cơ thể trẻ. Thứ ba là không có bất cứ người lạ nào yêu cầu trẻ sờ chạm những vùng nhạy cảm của họ. Về vấn đề an toàn, lưu ý khi trẻ ra ngoài. Giáo dục xuất hiện đối với trẻ 5 tuổi thì tuổi này đã sẵn sàng đi học, là kích thích trẻ kể về trường mới và các bạn tập hiệu. Về tinh thần là duy trì thói quen sinh hoạt gia đình, chia việc cho trẻ, biểu lộ tình cảm, tôn trọng, kiểm soát giận dữ. Cha mẹ nên làm gương tốt cho trẻ, dạy dỗ bằng kỷ luật và không dùng hình phạt, giải quyết mâu thuẫn giận dữ bằng trò chuyện, đi chơi trò chơi khác, bỏ đi nơi khác. Dinh dưỡng và hoạt động thể chất, cho trẻ ăn trái cây, rau củ, hạn chế ăn kẹo và uống nước có ga, thức ăn nhanh, giàu chất béo. Trẻ nên uống lớn hơn tối thiểu là 2 ly sữa mỗi ngày, hạn chế xem TV là bé hơn 2 giờ mỗi ngày và đảm bảo vệ sinh răng miệng. Về vấn đề an toàn thì nên đeo đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông, để trẻ học bơi và cẩn thận với người lạ. Trên đây là phần trình bày lý thuyết về chăm sóc trẻ khỏe mạnh của nhóm em. Tiếp theo có phần bệnh án, thì giờ mình làm luôn phần bệnh án hay là các bạn đặt câu hỏi trước không? Cho các bạn đặt câu hỏi trước đi em. Làm bệnh án thì mình cũng làm chung với nhau ha. Cho các bạn đặt câu hỏi trước đi. Dạ.
Dạ, vậy các bạn có câu hỏi thì xin đặt cho nhóm mình để nhóm mình trả lời. Dạ, xin chào nhóm, mình là Thịnh, nhóm 3B. Cho mình hỏi bạn Lê Trung Khang, tại vì bạn nhắc về cái test Ottolani, thì theo mình biết thì Ottolani là mình sẽ là dạng và duỗi khớp háng của trẻ, thì không phải là mình sẽ nghe thấy tiếng lục cục, hình như là không phải là sờ thấy cục cục gì đó, mà là nghe thấy tiếng lục cục thì nó là test dương tính. Thứ hai, ở slide 31, cho mình hỏi bạn Trung Khang là phản ứng thân não thính giác ở trẻ mới sinh là sao, mà sao mình phải sàng lọc? À, cảm ơn. À, alo, cái test đó thì mình đọc ở ở trên mạng, cái cũng cũng cái sở cái cũng của cái trang đó luôn á, thì nó ghi là việc duỗi ra thì nó có cái lớp mình sẽ chạm được cái ngay ngón trỏ của mình ở ngay bên hông á, thì dư tính thì mình chỉ đọc đó, còn mình không. À, xin nhờ cô xem có đúng không? Còn cái slide 31 á, cái slide này thì nó có trong khuyến cáo của Nation, trong khuyến cáo của cái trang sức khỏe Nation á, thì bạn vô cái đánh giá từ có cái số ở ngay chỗ cái bạn á, ngay chỗ là từ sau sinh đến 2 tháng tuổi á. Thì cái bạn vô cái link đó thì nó sẽ nói về cái phần cái test ABR ở trẻ khi mới sinh để đánh giá tầm soát sớm cái dị tật mà trẻ mất tính lực vĩnh viễn á, để đánh giá xem là nó bị ở vùng nào của tính lực. Dạ, mình có trả lời đúng cái ý của câu hỏi của bạn Thịnh không ạ? À rồi, cảm ơn. Rồi, các bạn nào đặt câu hỏi cho nhóm mình nữa? À dạ, xin chào cô và các bạn ạ. Em là Lan, đến từ nhóm 5A. Khoan, Thịnh, hồi nãy Nguyễn Việt Gia Thịnh phải không? Dạ đúng rồi. Mấy em đọc cái số thứ tự, ví dụ như Nguyễn Việt Gia Thịnh là số 79 nha, còn số nhóm thì bây giờ danh sách mới không có nhóm. Ha, thành ra là mấy em đọc cái số thứ tự đó thì cô sẽ dễ biết hơn. Bây giờ Thịnh hài lòng với câu hỏi nãy các bạn trả lời chưa? Dạ, tại cái chưa hài lòng cái chỗ là phản ứng thân não thính giác, nhưng mà để em sẽ tìm hiểu thêm ạ. Cái Ottolani test đó là Thịnh nói đúng nha, hồi nãy bạn nào trình sai còn Thịnh nói là đúng rồi. Còn cái test đó thì thường thường là mình không có thực hiện, thành ra là cô nói là nếu mà mấy em hỏi ra những cái bé mà nó trong nguy cơ đó, hồi nãy các bạn nói ví dụ như rubella bẩm sinh, hoặc là có viêm màng não, hoặc là có dùng thuốc aminoglycosid, thì những cái trường hoặc là nó kém đáp ứng với tiếng động đó, thì những cái trường hợp này mình chuyển qua tai mũi họng, và những cái test đó là ở bên tai mũi họng họ dùng ha. Thành ra là cô nghĩ là em không cần quan tâm lắm về kỹ thuật hay là những cái test nó phải làm như thế nào ha. Những cái bài cũ của cô đó là cô dùng chữ thính lực, nhưng mà về sau này thì thấy nhiều, ví dụ như chuyển khoa tai mũi họng thì mình không được ghi là thính lực mà mình cứ chuyển là khám thính giác thính lực gì đó. Thành ra là tùy. Có những cái bác sĩ tai mũi họng mà không chịu cái chữ thính lực, tại vì họ sẽ khám tai để khi nào họ cần đo đó thì họ sẽ đo. Thành ra là cái bài mới của cô sẽ xài chữ thính giác, nhưng mà thính lực là nó đúng á ha. Bạn Lan là nhớ đọc số thứ tự nha. Rồi, hài lòng chưa Thịnh ơi? Dạ rồi, em cảm ơn cô. Rồi, còn bạn Lan nhớ nói số thứ tự dạ, đi. Dạ em đang dạ tại vì em đang tìm cái danh sách, em chỉ nhớ tên nhóm nhưng không nhớ tên số thứ tự của em, nên cô đợi em một chút nha cô. Mấy em đọc cái số ngay đầu á.
Làng số 38 đó Làng. Dạ em số 38. Rồi em nhớ cái này trong suốt quá trình mình học nha. Rồi giờ tiếp đi em. Rồi Làng hỏi đi. Dạ thưa cô, là em có góp ý một chút trong cái phần trình bày của bạn Tuấn Kha ở cái phần bạn trình bày dự phòng thiếu máu thiếu sắt ở trẻ. Thì theo như em đọc trên Nielsen á, thì cái khuyến cáo của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ AAP người ta nói rằng mình sẽ chỉ cần kiểm tra định kỳ cho tất cả các trẻ em bằng hemoglobin hoặc là hematocrit ở cái độ tuổi từ 9 đến 12 tháng hoặc là sớm hơn nếu như ở những cái trẻ được đánh giá có nguy cơ là thiếu máu thiếu sắt ở 4 tháng tuổi, chứ không phải là mình sẽ làm cái định lượng ferritin hay là sắt huyết thanh như là bạn trình bày ạ. Thì em góp ý chỗ này cho bạn. Bạn chịu không? Lan ơi, số của em là 41 nha. Của Lan là 41 phải cộng thêm 3 bạn kia phía trên đó Lan nha. Rồi. Dạ dạ, em nhớ rồi. Em cảm ơn cô ạ. Bạn Lan góp ý đúng rồi nha. Bạn Lan góp ý đúng rồi, mình chỉ cần bây giờ là không có xài chỉ công thức máu nữa nha em, mà mình là xài tổng phân tích tế bào máu. Thì ở trong cái tổng phân tích tế bào máu nó có đủ hết ha, nhưng mà thực sự là ở những cái nơi xa họ có thể chỉ có làm được HCT thôi, họ không làm được đầy đủ đâu. Thành ra là cái huyết thanh với lại cái ferritin đó là phải làm ở những cái tuyến cao. Thành ra sàng lọc, nhớ cái mục đích của mình là sàng lọc. Cũng như mấy năm trước bài cũ của cô xài chữ sàng lọc thì thấy nhiều bạn không hiểu, thành ra là cái bài mới của cô chuyển thành chữ tầm soát ha. Thì tầm soát hay sàng lọc cũng được, chỉ cần dựa trên HCT với hemoglobin là được rồi nha em. Em nói đúng rồi đó. Rồi bạn nào hỏi nữa? Dạ thưa cô, mình em là Kiệt cô, thứ tự là hình như 38. Dạ, em có câu hỏi cho bạn Tuấn Kha là cái chỗ mà quy trình sàng lọc cái thiếu men G6PD mà bạn nói là lấy mẫu máu khô, thì em biết mẫu máu khô đó là gì, còn nếu mà lấy mẫu máu bình thường của mình thì nó có khác gì không? Đúng rồi đó. Rồi bạn trả lời đi. Trong lúc chờ bạn, chờ bạn trả lời, một bạn khác có thể hỏi được. Dạ, em là Đăng Khoa, em số 35 đó cô. Rồi, dễ nhớ ha. Dạ. Cho em hỏi là cái trẻ mà nhũ nhi á, thì mình sẽ chăm sóc răng miệng cho trẻ thế nào? Cho em hỏi bằng Kha. Rồi. À, thì cái trẻ nhũ nhi thì đối với trẻ nhỏ mà 1-2 tháng, 2-3 tháng sau khi sinh thì chúng ta sẽ hướng dẫn cho người chăm sóc trẻ cách rơ miệng mỗi ngày một lần sau khi tắm trẻ. Còn đối với các trẻ trên 6 đến 12 tháng khi có răng rồi thì chúng ta có thể kết hợp rơ miệng và có thể chải răng một cách nhẹ nhàng cho trẻ. Nghĩ vậy. Có bấy gì thành rơ miệng là sao ha? Rơ miệng thì nó có hiện nay có các cái dụng cụ rơ miệng mua sẵn về, thì mình sẽ thường đeo vào các ngón tay và rơ với nước muối sinh lý Nacl 0.9%. Mình có thể dùng kem đánh răng hoặc là cái loại mà có vị dâu gì cho trẻ thôi. Không, mình đã thấy khuyến cáo là chỉ dùng nước muối sinh lý thôi. Với lại về cái phần này thì mình hài lòng rồi, có thể cho mình hỏi thêm là cái mà hướng dẫn trẻ tự đánh răng á, thì mình thấy trong bài của cô là ghi là 3 tuổi là hướng dẫn được rồi,
mà thấy bài của bạn thì kêu là 4 tuổi á, cái phần của bạn ghi là bắt đầu 4 tuổi thì hướng dẫn thì mình không biết là cái mốc tuổi nào, là mình lấy cái mốc tuổi nào. Lại là lấy trong mấy cái cụ thể này. Đúng rồi, đúng rồi. Trong cái 4 tuổi bạn có ghi là hướng dẫn đánh răng đó, mà mình coi là như là 3 tuổi là hướng dẫn được rồi. Trong cái cuốn sổ tăng trưởng. Giờ trên slide thì mình cũng không thấy, nhưng mà đối với trẻ mà mình nghĩ cái hướng dẫn đánh răng thì tùy vào cái mức độ hợp tác và cái sự hợp tác của chị, thì nếu mà chị có thể tự đánh răng được thì mình hướng dẫn cho chị đánh càng sớm càng tốt. Thường nếu có khi 2 tuổi chị có thể giao tiếp tốt với mình thì mình có thể tập cho chị thói quen đánh răng. Chịu không? Khoa chịu không? Dạ, cái 2 tuổi thì em thấy nó sợ nó hơi sớm, tại vì cái vận động tinh lúc đó của trẻ hình như là trẻ chưa có vận động những cái kỹ năng mà nó khó thì trẻ sẽ chưa làm được. Thật sự đó là hướng dẫn, là mình phải hướng dẫn trước chứ không phải lúc nó làm được rồi mình mới làm ha. Như mấy em thấy cái hướng dẫn là cho trong những cái lần khám này nè, mình hướng dẫn để cho người ta làm từ giờ trở về sau. Nhớ là mục đích của mình chăm sóc trẻ khỏe mạnh là như vậy. Vì vậy hướng dẫn mà đánh răng là ngay từ khi cái răng đầu tiên nó đã mọc rồi ha. Thì đánh răng lúc đó nó sẽ là dùng gạt, nhưng mà là phải hướng dẫn ngay từ khi cái răng mọc đầu tiên. Vì vậy theo khuyến cáo của cái chương trình mà mình học, mấy em đang học cái chương trình này là chương trình của Bright Future ở trong Nelson á, là từ 12 tháng là bắt đầu hướng dẫn là đánh răng rồi nha. Một ngày 2 lần ngay từ khi mọc cái răng đầu tiên á là mình đã hướng dẫn rồi nha. À rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Rồi. Các bạn hỏi rất là tốt ha, các bạn hỏi cô khen là các bạn có đọc bài và các bạn phát hiện ra cô rất là khen đó, các bạn khác hỏi tiếp đi. Dạ cô, em xin trả lời câu hỏi nãy cô về cái thiếu men chia sẻ về đây. Thì cái mẫu máu khô đó, đây là cái mẫu máu khô lấy ở, là cái mẫu khô ở bệnh nhi sau khi sinh khoảng 48 giờ, thì đối với những cái bệnh nhi này thì lấy mẫu máu khô là ở gót chân, như cái đầu cái lúc em trình bày em có nói về cái mẫu, lấy mẫu máu ở gót chân. Tại vì nó đối với trẻ sơ sinh thì cái việc lấy máu tĩnh mạch thì nó khó, vì máu tĩnh mạch là khó lấy cũng như là nó ít, còn cái ở gót chân thì cái máu nó nhiều, và cái vị trí này thì nó không có nhạy cảm và trẻ sẽ không có bị đau hơn. Thường sẽ lấy màu máu ở gót chân là gọi là màu máu khô. Nói chung á là cái mình cứ lấy mẫu máu thôi, nói là mẫu máu khô chứ còn mình đâm mình dùng cái kim thử máu đó phải không? Cái gọi là cái gì ta, cái lam hay cái gì cô quên rồi. Dạ, dạ. Mình đâm vào cái gót chân nó chảy máu ra và sau đó mình dùng cái tuyếp mà xét nghiệm đó, mình để vô là nó chảy vô trong cái ống rồi sau đó người ta làm. Lâu quá cô không có làm mấy cái này, cô quên mấy cái tên nó rồi. Cái ống nhỏ xíu đó mình đặt vô là nó chảy vô đầy thì là mình lấy, chứ còn không phải là khô đâu ha. Lấy máu gót chân, nói chung là lấy cái kỹ thuật lấy máu đó ra làm xét nghiệm chứ không phải là làm khô đâu nha mấy em. Mình gọi là lấy máu gót chân thôi, rồi ở phòng xét nghiệm thì họ sẽ làm như thế nào cái kỹ thuật của họ ha. Các bạn quan tâm cái điều rất là kỹ, nhưng mà khi mình đem mình hở ra mà mình không nắm thì mình sẽ bị các bạn hỏi thôi ha. Rồi, câu hỏi khác đi mấy em. Ở các nước đó là các cái kỹ thuật lấy máu là bác sĩ làm hết ha, mấy em đi ra nước ngoài thì tất cả các cái kỹ thuật chích và lấy máu là bác sĩ làm hết á.
Thành ra là làm bác sĩ ở Việt Nam là sướng á. Dạ cô ơi, nhìn cho em hỏi. Ờ, bạn tên gì? Dạ em là Nguyễn Thanh Huy Phát, số thì em hình như là 60. Rồi dạ. Em hỏi đi. Cho em hỏi bạn sĩ Di Khai cái chỗ mà đề phòng cái SIDS ở trẻ nhỏ thì tại sao mình không có cho nằm chung với lại là gối hay là thuốc nhuộm bông hay là cái các đồ đệm lót xung quanh, nó sẽ gây cái nguy cơ gì với lại là cái giáo dục sức khỏe ở trẻ 9 tháng là cái chỗ bạn ghi là có tránh dùng tivi máy tính điện thoại, ở đây là không cho trẻ đụng vào hay là mình không nên là dùng xung quanh trẻ. Cảm ơn. Cảm ơn bạn Phát. Thì đầu tiên về cái giấc ngủ an toàn của trẻ thì không cái dùng gối, các thuốc nhuộm bông hoặc là các tấm đệm lót xung quanh cái nôi của trẻ, vì khi có những cái vật này ở trong cái nôi của trẻ thì trẻ sẽ có nguy cơ bị ngạt. Bởi vì khi trẻ lúc này cái kích thước đầu của trẻ còn lớn, trẻ không có thể tự quay lại được. Khi mà có các cái thứ đó thì nó sẽ tăng nguy cơ ngạt cho trẻ. Còn cái về không sử dụng giáo dục sức khỏe đối với trẻ 9 tháng tuổi, tránh dùng tivi, máy tính điện thoại thì thường mình sẽ thấy là các cha mẹ thường cho trẻ xem tivi hoặc máy tính điện thoại để trong lúc ăn, để trẻ có thể ăn được để có thể trẻ có thể ăn một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên là không nên như vậy và phải chơi với trẻ và kích thích trẻ ăn một cách chậm rãi, chứ nếu mà sử dụng máy tính điện thoại nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Và cũng mình nghĩ cũng không nên dùng máy tính điện thoại xung quanh trẻ nhiều, bởi vì có thể các sóng của nó có thể ảnh hưởng đến trẻ. Chịu không? Bạn ý của Phát là sao? Bạn trả lời gì, có hài lòng không? Không hài lòng thì bạn có góp ý gì không? Dạ em search cái Boomer Bed là nó là mấy cái miếng lót ở thành giường, thì em thấy cái em nôi của bé người ta vẫn hay bán mấy cái đó, thì em không biết là nó có nguy cơ nhiều không. Cái câu trả lời này của bạn là đúng rồi đấy em, khi có gối với lại gấu bông thì là nó sẽ lúc mà nó quay qua quay lại nó có thể, hay là cái tay chân nó đập nó có thể bịt lên mặt đứa nhỏ, và đứa nhỏ không có biết, cái tuổi này nó chưa có biết phản ứng gì hết, thành ra nguy cơ gây ngạt. Cái này không gặp ở Việt Nam, tại vì Việt Nam là mình cho nó ngủ chung với mẹ ha, còn ở nước ngoài là nó cho ngủ nôi riêng á, thành ra là nhiều khi có cái gì thì bà mẹ không biết ha. Thì cái này mình bài thì các bạn dịch mà này là mình sử dụng tài liệu nước ngoài, thành ra mình cũng cân nhắc ha, chứ còn mà ở bên nước mình thì mình để nằm chung với mẹ thì những cái nguy cơ đó là mình không có lo. Cái này là đúng đó em. Nhưng mà còn cái vụ mà cái tránh dùng tivi rồi đó là em có đồng ý với lại trả lời của bạn không? Dạ em cũng khá đồng ý. Ví dụ bây giờ mình xem tivi thì nhưng lại mình hạn chế xem tivi luôn hay sao? Rồi. Bạn chưa có hài lòng với cái câu trả lời của em kìa. nhưng mà bạn này là bạn hỏi thôi, còn bạn chưa có biết câu trả lời, còn mấy bạn kia là hỏi để mà đố. Còn bạn này hỏi nhưng mà chưa biết câu trả lời, vậy thì giờ nhóm mình có cách nào trả lời cho bạn hài lòng không? Dạ thưa cô, do em thấy giáo dục sức khỏe ở các lứa tuổi sau thì có đặt ra là tránh cho trẻ xem tivi bé hơn 2 giờ ngày thì cái đó là lớn, còn ở 9 tháng nè. 9 tháng là không có xài tivi máy tính gì trơn luôn á. Là tại vì cái tuổi này là tuổi khám phá thị giác ha. Cái tuổi này mấy em, nếu mà em học kỹ cái bài nhũ nhi, mấy em sẽ thấy đây là cái tuổi nó khám phá thị giác. Vì vậy
cần cho nó nhìn mấy em đi, tại mấy em không có, có nhóm mình có đi lâm sàng chưa, nhóm mình năm y năm có đi lâm sàng không? Nhóm em chưa. Mấy em cái tuổi này là nó sẽ những cái nhìn đầu tiên là nó sẽ nhìn khuôn mặt mẹ ha, và cái tuổi này nè là tuổi mà cần phải mà chơi với, nhìn với mẹ, tập cho nó nhìn với mẹ rồi nó cười, nó nói chuyện với mẹ, với người chung quanh để mà dạy cho nó cái cách đáp ứng. Thành ra là không có để cho nó khám phá thị giác cái chuyện khác ha. Thứ nhì nữa là thị giác nó ở tuổi này chưa có hoàn chỉnh, thành ra là không có để cho nó nhìn rất là gần, nó chỉ có thể nhìn ở cái khuôn mặt mẹ cách khoảng 3 tấc thôi, 3-4 tấc, nên mình không có cho nó xem tivi, không có ấy được, mình không có ảnh hưởng tới cái sự phát triển thị giác của nó ha. Rồi, có bạn nào khác hỏi không? Dạ cho em hỏi. Rồi, bạn nào hỏi? Dạ, em tên Minh Triết, số của em rồi. Như 105, 108 gì không? Rồi, Triết hỏi đi. Dạ, nhóm cho mình hỏi về cái phần mà giáo dục sức khỏe ở cái chủ đề trong giai đoạn từ 1 tới 5 tuổi á, cái phần mà hướng dẫn phụ huynh phòng tránh tai nạn tại nhà cho trẻ và các bệnh truyền nhiễm á, là có mình có cụ thể là mình hướng dẫn cho phụ huynh cái gì không? Tại mình thông báo hàng năm á, là dẫn cái tình trạng mà bé bị điện giật hay đuối nước á. Thì này là cái ở cái bài này thì mình ở cái mục này thì mình chỉ đề cập một cách cụ thể, lộ một cách chung chung thôi, còn qua đến các lứa tuổi cụ thể thì mình sẽ đề cập. Còn cái hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp té ngã hoặc điện giật hoặc là cái ngạt nước thì ở trong khi mình trình các chuyên đề về té ngã, điện giật, ngạt nước thì nó sẽ có các hướng dẫn cụ thể. Cái này thì hồi nãy bạn có nêu trong từng lứa tuổi đó em. Ở mỗi lứa tuổi nó sẽ có những cái tai nạn thường gặp riêng. Nếu mà em xem lại cái này là nguyên cái phần này là bạn lấy bài của cô ra, thành ra là em xem lại từng ở tháng nào thì phòng tránh cái gì nó có hơi khác một chút xíu đó ha. Rồi, có câu hỏi nào nữa không? Dạ alo, con là Bùi Công Minh đó cô. Con là số khoảng cỡ 40 mấy á cô. Trời ơi, phải nhớ số chứ. Dạ, 44 hay sao á cô? 43, 44 vậy. Hồi nãy Triết là 108 nha, nhớ là mấy lần sau học người nói. Rồi tiếp em hỏi đi. Bùi Công Minh là 46 nha. Dạ 46, dạ. Con có câu hỏi với góp ý về cái phần cái sàng lọc, cái chất cấp kháng bẩm sinh đó. Thì cái yếu về cái yếu tố nguy cơ thì xin bổ sung cho nhóm là cái yếu tố nguy cơ thì việc cái bé đó là con sinh con đầu lòng, sinh con sò thì cũng là một cái yếu tố nguy cơ. Và mình muốn hỏi là mình muốn nhóm mà giải thích thêm về cái yếu tố nguy cơ, về cái yếu tố hormone của mẹ bé gái nhạy cảm hơn bé trai là sao, mình chưa hiểu rõ cái vấn đề lắm, mong nhóm giải thích thêm. Câu hỏi rất là hay đó nha, rồi bạn trả lời đi. Cái hormone, yếu tố nguy cơ hormone sinh dục của mẹ ở cái phần estrogen của mẹ thì nó sẽ ảnh hưởng lên bé gái nhiều hơn bé gái trai, cái chỗ khớp nó sẽ mềm hơn nhiều so với bé trai, nên cái tỷ lệ giật khớp nguy cơ cao hơn đó không Minh? Hài lòng không Minh? Dạ chưa, con chưa hài lòng lắm ạ. Cái này như thế này nha, hồi nãy bạn nói cái phần này chưa có rõ đó ha. Cái phần này đó, cái trật hồi nãy bạn nói gì mà các em cho mấy cái hai ba cái slide kế luôn á, là ở mấy tuổi đó, nên nhớ là cái trật khớp háng bẩm sinh là mình chỉ có sàng lọc, mình chỉ có tầm soát ở cái nhóm nhỏ thôi, và tốt nhất là trong 3 tháng đầu ha. Tại vì nãy em ghi ở dưới nè, nếu mà em có một cái slide nào đó, tại vì nhớ cái này mà mình không phát hiện sớm thì mình sẽ để lại những cái hậu quả rất là nguy hiểm. Tất cả những cái sàng lọc này đều để lại hậu quả trong cái quá trình phát triển của nó, nếu mà mình không có điều trị sớm, không phát hiện sớm ha.
thì các cái yếu tố nguy cơ của nó là yếu tố nguy cơ là gì? Tức là người ta sẽ có bao nhiêu trường hợp, vài trăm trường hợp gì đó, người ta làm một cái nghiên cứu khoa học. Và trong cái những cái số đó thì người ta xử lý thống kê, người ta thấy rằng ở như vậy đó là nó sẽ thường gặp nha. Thì một trong những yếu tố nguy cơ của nó mà hồi nãy bạn Minh bổ sung đó là bé gái nè, con so nè, sinh ngôi mông nè, hoặc là nó có những cái tư thế bẩm sinh bất thường, thì đó là những em bé nó có nguy cơ trật khớp háng bẩm sinh mà mình phải sàng lọc. Nhưng mà nếu mà mấy em đi được gặp bác sĩ, các bác sĩ phát đó, là 100% con nít đẻ ra là nó sàng lọc trật khớp háng bẩm sinh ngay từ giai đoạn sơ sinh hết. Ha, nếu nó không sàng lọc ở giai đoạn đó thì trong cái quá trình khám trẻ khỏe mạnh mình phải tầm soát nha. Chứ còn không phải là do hormone của bé gái nhạy cảm hơn đâu, mà người ta thấy là ở bé gái nó xảy ra nhiều nha em. Rồi, Minh chịu chưa? Vâng ạ. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì mình sẽ qua phần bệnh án. Rồi cuối cùng cô sẽ cho mấy em một cái bài tập để mấy em có thể làm hoàn chỉnh được một cái trường hợp khám sàng lọc. Dạ cô, em còn một câu. Rồi, hỏi bạn nào vậy? Dạ, em là Thưởng số 81. Tên gì em? Dạ, Thưởng số 81. Thưởng hả? Rồi, hỏi đi. Dạ, thưa cô, em thắc mắc slide số 21 là cái có phần là mẹ bé có HBSAG dương á, thì là không xét nghiệm mẹ thì cần tiêm ngân B, thì nếu mà trẻ nặng hơn 2.000 gram thì như thế nào? Có tiêm hay không? Lý do là gì ạ? Rồi, cái này em trả lời đi. Thưởng ơi, Thưởng sẽ nói lại câu hỏi được không Thưởng? Tại vì vừa rồi máy bị lag nên là không có nghe rõ câu hỏi của Thưởng. Tại mình theo dõi cái slide của mấy bạn up lên là có cái dòng là trẻ, nếu mà trẻ nhỏ hơn 2.000 gram á, mà mẹ là HBSAG âm á, thì mình không biết là có tiêm cho trẻ hay không, tiêm NB á. Thì như mình có đề Thưởng, đây là các trường hợp tạm hoãn đối với cơ sở tiêm cho bệnh viện, thì nếu mà trẻ nặng dưới 2.000 gram mà mẹ có HBSAG âm thì mình sẽ tạm hoãn tiêm nha. Còn nếu mà trẻ nặng dưới 2kg nhưng mà mẹ có HBSAG dương hoặc là không được xét nghiệm, hoặc là chưa xét nghiệm cho mẹ, thì mình sẽ tiêm vaccine viêm B cho trẻ. Thì không biết là Thưởng nó đồng ý với câu trả lời của mình không? Có nghĩa là tất cả các trẻ mà nhỏ hơn 2.000 gram và là mẹ, nếu mà trẻ nhỏ hơn 2.000 gram và mẹ HBSAG âm là đều không tiêm đúng không? Cái này mình nghĩ là gì? Hoặc là có thể là ở mình nghĩ là gì? Mình nghĩ là với trẻ nặng dưới 2 kg mà mẹ test ra HBSAG âm thì mình sẽ tạm tiêm viêm B cho trẻ. Mình sẽ tạm hoãn tiêm viêm B cho trẻ đến khi trẻ đủ điều kiện để sẽ tiếp tục hoàn thành cái mũi tiêm chủng này. Rồi, mình cảm ơn. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không? Chào cô và các bạn, em là Lương Thị Nguyễn Huyền, số thứ tự 97 ạ. Số mấy em? Dạ 97 ạ. Rồi. Thì em hỏi mấy bạn là trong phòng trình bày của mấy bạn là mình không thấy cái phần áp dụng cái bảng đánh giá tâm thần vận động vào trong bài này,
thì theo như các bạn thì có trong cái quá trình khám nó sàng lọc như vậy á, thì mình nên đánh giá tâm thần vận động vào bước nào, và tại vì mình thấy cái ý nghĩa của cái bảng tâm thần vận động này có ý nghĩa rất là cao, nó mở ra cái các cái bước mà mình ở khám sàng lọc cơ quan hay là làm các test khác á. À, đợi đợi bình tĩnh mà. Alo, cái bước mà đánh giá tâm hình vận động á, thì ở Việt Nam mình thì mình không thấy cái đánh giá trong sự sàng lọc á, chỉ có đánh giá là cái phát giá phát triển theo cái tăng trưởng á, nhưng mà ở nước ngoài á, thì trong Nelson thì nó có đánh giá trong 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 Nelson á, cái việc đánh giá cái tình hình vận động á, thì nó hình như nó xếp vào cái phần phần đánh giá của trẻ tự đánh giá cái sự phát triển của trẻ, thì cái sự phát triển của trẻ thì đánh giá thường quy luôn. Rồi chịu chưa Huyền? Đúng rồi, bạn không có nói rõ ha, tất cả các mỗi lần mà đi khám như vậy đó là một lát các bạn sẽ nói tất cả các cái bước thực hiện, là trong đó nó có cái bước đánh giá phát triển luôn nha em. Nhưng mà còn sàng lọc ở những cái thời điểm này thì mình phải làm mình sàng lọc cẩn thận hơn thôi, chứ còn mình những cái kia mình chỉ cần khám đánh giá nhanh các cái mốc phát triển mà trong cái quyển mà cô cho mấy em cái bảng đánh giá trong cái sổ mà đánh giá chuẩn đó, là mỗi một lần đi là mỗi một lần khám là phải có những cái thông số đó hết nha. Rồi còn câu hỏi nào nữa không? Bạn có đồng ý không? Huyền có đồng ý không hay là ý của Huyền khác? Dạ em, theo em thì lúc mà bạn nói ở Việt Nam mình chưa có áp dụng thì em không đồng ý lắm, thì em nghĩ là bây giờ mình nên bắt đầu áp dụng như vậy ạ. Ồ, một lát cô sẽ nói cái này là áp dụng rồi, nhưng mà cái vấn đề nó là như thế này, lát nữa cô sẽ nói trong bài giảng nha, ở Việt Nam đã áp dụng rồi và kiếm rất là nhiều tiền cho các bác sĩ ở bệnh viện quốc tế và bệnh viện tư, nhưng mà trong chương trình giảng dạy của Đại học Y Dược họ không đưa vào, họ mới đưa vào trong cái cuốn sách mới này thôi ha. Còn ở trong cái em mà mấy em xem cái cuốn sách mà cũ là không có cái bài này, cái bài này là cô đưa vào mấy em trong lúc mà bắt đầu soạn thảo cái chương trình dạy cho mấy em đó, là cô với đi hội nghị ở châu Âu thì cô có đi đến một số cái phòng khám nhi và cô thấy rằng tất cả các cái phòng khám nhi của người ta đều làm cái nhiệm vụ này hết, trong khi Việt Nam mình là mấy em chỉ có học khám bệnh thôi, mấy em đi ở nhi đồng một mấy em cũng chỉ thấy là để khám bệnh thôi, và cái đó là một cái thiếu sót rất là lớn đó, thành ra là cô mới đưa vào trong cái bài giảng của mình, vì vậy nó còn mới lắm. Và cô áp dụng là cô áp dụng cái Bright Future ở trong Nelson á, và ở nhi đồng 2 họ cũng đã bước đầu làm cái này rồi, lúc mà cô dạy mấy em là cô đi qua nhi đồng 2. Tuy nhiên cái phòng khám ở nhi đồng 2 á, mấy em biết rồi, mấy em thấy khám một cái đứa nhỏ này là phải
phải rất là lâu trong khi khám bệnh mà em đi nhường một em thấy khám 5 phút là xong ha, còn khám cái này một đứa nhỏ nó phải trên 20 phút và cái thời gian quy định ở châu Âu đó cô đến cái phòng khám đó là 30 phút và mỗi một lần khám như vậy thì cái tiền khám của nó bằng với một lần khám bệnh là 120 euro cho một lần khám ha. Đó, thành ra là mấy em thấy cái này nó rất là cần thiết. Nhưng mà đối với mấy em thì cô chỉ dạy để cho mấy em yêu cầu mấy em mới mốt biết nuôi con thôi. Chừng nào mấy em là bác sĩ nhi thì lúc đó mấy em sẽ cần phải học nhiều hơn. Nhiều bạn không quan tâm cái này lắm. Các bạn cứ cho rằng là cái bài này nó khó khăn quá. Nó khó là tại vì mấy em chưa có thấy cái lợi ích của nó thôi. Nhưng mà trước mắt là mấy em sẽ có lợi cho chăm sóc cho con cháu của mình, những người quen của mình. Trong cái slide này, cái điều sai mà hồi nãy bạn nói á, là bạn nói là chu vi vòng đầu là chỉ có khá đánh giá cho những trẻ dưới 2 tuổi thôi, và trên 2 tuổi là nếu nó có bị gì nãy bạn nói là nếu nó có cái vấn đề là gì đó thì mới là phải mới đánh giá sau 2 tuổi. Em nhớ không? Thì các bạn có ý kiến gì không? Khi có nguy cơ khi mà nó có vấn đề trí não. À, nãy cái bạn nào nói cái đoạn này nè thì bạn nói là vòng đầu là được đo định kỳ ở trẻ dưới 2 tuổi và trên 2 tuổi thì khi có nguy cơ mới đánh giá, thì các bạn nào phát hiện được cái sai trong cái này là sai rồi đó. Câu này là câu cuối cùng, em giải đáp xong đi rồi mấy em vô bài tập tình huống nha. Có bạn nào mà phát hiện ra cái này trong cái nhóm mà đi lâm sàng rồi nè, đi lâm sàng năm ngoái là có đánh giá hết cái này rồi nè. Tại sao mà chỉ có đánh giá dưới 2 tuổi mà trên 2 tuổi có vấn đề trí não không cần đánh giá là tại sao? Thưa cô, em muốn em trả lời cái câu này thì thực là hồi em tên là Tuấn Kha hả? Thanh Tùng, em Tùng. Số thứ tự em là 87. Rồi. Tại vì theo em thì cái hồi xưa em có đi lâm sàng á, thì cái vòng đầu á, thì em thấy là hình như người ta không có đánh giá định kỳ, mà người ta đánh giá vào những cái lần khám đứa bé thì người ta sẽ đánh giá phát triển của bé, xong người ta sẽ đánh giá thêm chỉ số này chứ không có nhất định phải định kỳ. Và cái lý do mà người ta không có đánh giá khi lớn hơn 2 tuổi là khi lúc đó thì cái thóp của bé nó đã đóng hết rồi, và giả sử có những cái bệnh lý khác thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới vòng đầu nữa. Nên là, và nếu trước đó thì người ta cũng đã đánh giá rồi, nên người ta cũng đã loại bỏ được những cái tật bẩm sinh ở loại nhỏ hơn 2 tuổi, nên trên 2 tuổi người ta sẽ không đánh giá. Rồi, có bạn nào khác trả lời không? Hồi nãy mới trả lời là Trung phải không? Trung chứ đâu phải Tùng, phải không? Dạ, Thanh Tùng con. Ủa, Thanh Tùng hả? Tại vì số 87 là Trung. Số em e dạ em là số 87 mà em cộng 3 thêm 89 dạ thưa cô là 91 ạ. 91 phải không? Bởi vì em cũng nói là cô không biết. Lê Hữu Tùng phải không? Rồi dạ Đậu Thanh Tùng. Ủa, Đậu Thanh Tùng là số 90 nha. Dạ nhớ số mấy lần sau nói. Dạ, cảm ơn. Rồi các bạn khác có đồng ý không? Bây giờ cô hỏi nè, cô hỏi Tùng là đo vòng đầu là để đánh giá cái gì vậy? Dạ thưa cô, là theo em thì đo vòng đầu của trẻ thì là để đánh giá một cái bệnh lý về thần kinh của trẻ, ví dụ như não úng thủy hoặc là không phải cái này mình đang đánh giá phát triển ha, cái này là trong cái thông số mà đánh giá phát triển mà, thì đo vòng đầu là để đánh giá phát triển cái gì? Dạ thưa cô, là để đánh giá phát triển não. Đúng rồi. Thì não phát triển đến khi nào thì không phát triển nữa. Ai nhớ bài Y3? Không trả lời được ha. Não á, là nó phát triển cho đến 2 tuổi là nó bằng 85% của người lớn ha. Và từ đó cho đến 5 tuổi thì nó chỉ phát triển thêm có một chút xíu nữa thôi. Vì vậy để mà đánh giá cái sự phát triển trọng lượng não
ha, kích thước nặng người ta chỉ cần đánh giá đến 2 tuổi là em có biết bất thường hay không rồi, và vẫn phải đánh giá định kỳ như là các cái thông số cân nặng chiều cao nha, rất là quan trọng ha. Còn sau 2 tuổi thì nó có bị cái gì thì cũng nó không phát triển thêm, lúc đó là nó là vấn đề khác rồi nên mình không cần. Và nên nhớ đây là những thông số đánh giá phát triển nha, chứ không có nói lên là bệnh lý gì được đâu nha. Rồi bây giờ xong rồi, các bạn có những câu hỏi rất là tốt, nhưng mà bài thì có nhiều một số mấy em nói sao anh chưa có đúng ý nhiều lắm, chỉ có trừ cái phần giáo dục sức khỏe là mấy em lấy nguyên của cô thôi, nhưng mà cũng bị hỏi thì cũng trả lời là chưa đầy đủ hết, còn các cái phần trên là các bạn chưa có hiểu hết ý. Rồi bây giờ mình sẽ vô một cái bài tập, bây giờ là vô một cái bài tập tình huống luôn phải không em, vô một trường hợp và mình thực hiện đầy đủ khám trẻ khỏe mạnh trên một trường hợp nha. Rồi các bạn khác sẽ theo dõi và góp ý nha. Rồi. Mình học luôn đi nha. Tại vì 9 giờ rưỡi rồi mình học luôn nha. Khỏi nghỉ nha. Được không? Dạ được. À. Dạ được. Rồi. Dạ chào cô và các bạn. Em xin nói về phần bệnh án, về phần hành chính. Bé tên là Triệu Minh A, sinh ngày 18 tháng 11 năm 2018, giới tính nữ, dân tộc Khmer, địa chỉ đường 30 tháng 4 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Họ tên cha là Triệu Minh D, nghề nghiệp giáo viên. Họ tên mẹ Lương Hồng M, nghề nghiệp giáo viên. Về bệnh sử bản thân của bé, bé sinh ngày 18 tháng 11 năm 2018, tức là 2 tuổi 9 tháng. Tình trạng sức khỏe hiện tại của bé là bé khỏe. Về phần tiền căn, bé là con thứ 2 trên 3. Para của mẹ là 2123. Bé sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, đủ tháng 38 tuần. Cân nặng lúc sinh là 3,3kg. Sau sinh khóc ngay, không nằm dưỡng nhi, nằm hậu sản 5 ngày. Bệnh truyền nhiễm và bệnh khác thì không ghi nhận, không dị ứng thuốc, thức ăn, thức uống. Tiền căn gia đình xã hội, ba mẹ là người trực tiếp chăm sóc bé. Bé hiện đang được chăm sóc tại nhà cùng gia đình. Bé đi nhà trẻ giai đoạn không dịch Covid, thích nghi tốt, không quấy khí khóc, đòi về nhà, hòa đồng với bạn. Về phần tiền căn dinh dưỡng, về sữa thì bé sữa mẹ, bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Còn sữa công thức Rizzo từ 6 tháng thì bé uống 150ml nhân 4-5 cữ một ngày. Vấn đề ăn uống, bé ăn uống được không, bé ăn uống được, thèm ăn, không nôn ói, không đau bụng, không tiêu chảy, không táo bón, không dị ứng thức ăn, thức uống. Vitamin và flor thì không sử dụng. Ăn dặm từ 6 tháng tuổi với cháo xay 1/2 chén, 2 cữ một ngày. Dinh dưỡng hiện tại thì bé ăn 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Bữa chính thì ăn cơm nguyên hạt 2/3 chén 3 lần một ngày, gồm thịt xé nhỏ, rau củ thì bí ngô, cà rốt, rau cải xanh, trái cây có chuối, dưa hấu, xoài cắt nhỏ. Tăng trưởng phát triển từ 1 tuổi thì 9,5kg 73cm, từ 2 tuổi thì 12kg 87cm. Hiện tại là 2 tuổi 9 tháng thì là 15,5kg, 92cm. Mỗi tháng tăng tầm 300-400g và 5-6mm. Tăng trưởng, phát triển thể chất thì cân nặng trên tuổi của bé là 15,5g, tức là SD1 đến SD2. Chênh lệch tăng trưởng cần đánh giá thêm BMI. Còn chiều cao và tuổi là 92cm, tức là SD1, SD-1 đến SD0 là bình thường. BMI của bé là 18,3, SD1 đến SD2 có nguy cơ thừa cân. Kết luận là bé có nguy cơ thừa cân, cần đánh giá và theo dõi thêm ạ. Dạ thưa cô, tiếp theo em Tinh Khải xin tiếp tục ạ. Về phần tăng trưởng và phát triển thì về phần đánh giá tâm thần và vận động của bé thì vận động thô thì bé đã biết đi lên cầu thang, nhảy lên được các bậc thang, đạt mốc từ 2 tới 2 tuổi rưỡi. Vận động tinh là sẽ bé đã bắt chước vẽ được những cái đường thẳng đứng và đạt mốc là từ 2 tới 2 tuổi rưỡi.
Về nhận thức và giao tiếp ngôn ngữ thì bé kể tên được 6 bộ phận trên cơ thể, nói câu hiểu được trên 50% và đạt mốc từ 2 tới 2 tuổi rưỡi. Về cảm xúc và xã hội thì có thể tự cởi và mặc quần áo, đạt mốc 2 tới 2 tuổi rưỡi. Về phản ứng của gia đình đối với sự phát triển của bé thì về sự phát triển chung về thể chất, dinh dưỡng cũng như là tâm thần vận động thì phụ huynh là các hài lòng về sự phát triển của bé ạ. Về chủng ngừa và các test sàng lọc thì chủng ngừa thì bé chủng ngừa theo mỗi dịch vụ thì các vaccine mà bé đã chủng ngừa là gồm có lao, viêm gan siêu vi B, bạch hầu, ho gà, uốn ván bại liệt, hiếp, phế cầu, não mô cầu, cúm sởi quay bị, rubella, thủy đậu, viêm não Nhật Bản, viêm gan siêu vi A và dại, chưa có chủng ngừa thương hàn. Phản ứng sau sử dụng vaccine thì không có ghi nhận và test sàng lọc gần đây nhất thì không rõ. Khám các cơ quan thì tổng trạng của bé là trung bình, da niêm là không có viêm da cơ địa, không có ban da, niêm mạc, mắt của bé hồng, lòng bàn tay hồng hào. Về đầu thì không có chấn thương, mắt thì không có bất thường về nhãn cầu, mi mắt. Không có bất thường về nhãn cầu và mi mắt, không có lé, không có đục thủy tinh thể, mắt bắt bé nhìn theo các đồ chơi, tai thì không có dị dạng và không có chảy dịch, mũi thì vách ngăn mũi của bé không có lợt và không có vấn đề về xoang, họng thì họng bé sạch, không có loét, cũng không có nấm miệng. Răng hàm mặt thì không có sứt môi, không có chẻ vòm, bé mọc được 20 răng và không có sâu răng, nướu của bé không có sưng, tim mạch thì tim đều, không có âm thổi, mạch quay đều rõ, hai tay tần số là 100 lần trên phút, hô hấp là không có khó thở và phổi không có ran. Tiêu hóa thì bé không có đau bụng, không có chướng bụng, thận và niệu dục thì bé không có còn tiểu dầm, không có ghi nhận bất thường về sinh dục, thần kinh thì không có co giật, không có chậm phát triển về tâm thần kinh, cơ xương khớp thì các chi của bé cân đối, không có biến dạng, không có giới hạn vận động. Nội tiết thì chưa ghi nhận bất thường. Đánh giá thì quan sát của cha mẹ và bé thì tương tác giữa cha mẹ và bé là tốt. Cha mẹ có đặt giới hạn sử dụng thiết bị điện tử là di động với trẻ. Quan sát sự phát triển là đánh giá phát triển về thể chất tâm vận là đạt mốc tuổi. Như trên đã trình bày, khám toàn diện thì chưa ghi nhận bất thường. Tầm soát thì... tầm soát về chọn lọc thì khám răng miệng chưa có ghi nhận bất thường, thị lực thì bé nhìn rõ hiện tại cũng chưa có ghi nhận bất thường, thính lực bé nghe rõ đáp lại đúng câu hỏi, khuyến nghị là có thể khuyến nghị khám thêm chuyên khoa để theo dõi phát triển. Về tầm soát thiếu máu thì có thể theo dõi hemoglobin và HCT của bé. Về lipid máu vì bé có nguy cơ thừa cân cho nên là có thể khuyến nghị đề nghị xét nghiệm lipid máu để theo dõi. Chủng ngừa thì khuyến khích là bé tiêm chủng theo lịch, tiêm chủng theo lịch và cần bổ sung những cái mũi nhắc lại đúng hẹn. Về giáo dục sức khỏe thì hướng dẫn bé tập thể dục mỗi ngày, duy trì cái thói quen tự tập ăn và ngủ đúng giờ, tự đi vệ sinh, trò chuyện và khuyến khích chơi đùa với trẻ, tập cho trẻ nói thông qua những cái bài hát, lời nói và đọc sách cho trẻ nghe, khuyến khích trẻ chơi cùng các trẻ khác, phòng ngừa các tai nạn thường gặp ở nhà như là té ngã, phỏng nước sôi, điện giật, ngạt nước hoặc là ngộ độc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Thì không biết là cô với các bạn có những cái góp ý gì cho nhóm em không ạ? Cuối phần khám á, thì mẹ em phải có cái phần đánh giá chứ. Giống như mình làm bệnh án thì cuối cùng mình có chẩn đoán ha. Thì trong cái này thì cuối cùng cái phần khám của mình là giờ nó có những cái vấn đề gì, nó cần làm cái gì hay là sao không, chứ rồi làm xong không có cái kết luận gì hết. Thì mục đích của bệnh án là gì? Dạ, cái phần đánh giá của tụi em là theo cái các bước mà cô hướng dẫn thì cái đầu tiên là đánh giá về cái phần quan sát giữa cha mẹ với bé thì có tương tác tốt. Kết luận sau khi thăm khám là có cái bé phát triển về thể chất vận động tâm vận thì phù hợp với lứa tuổi, và khám toàn diện thì chưa ghi nhận bất thường ạ.
Còn về khuyến nghị tiến lượng sau đó thì về phần về những cái phần tầm soát chọn lọc thì tụi em đề nghị là có thể khám những cái chuyên khoa để mà theo dõi phát triển tốt hơn. Còn về tiêm chủng thì hiện tại là bé vẫn tiêm chủng theo lịch và khuyến nghị là sẽ tiêm chủng những cái mũi còn thiếu sót. Cụ thể luôn, tiêm mũi gì em phải đưa ra luôn chứ. Mỗi lần khám xong là em phải cho ra luôn, bây giờ cần làm mũi gì ghi cụ thể ra luôn chứ. Hôm nay người ta đến nè, là mình sẽ cần làm cái gì, ví dụ như bây giờ nè, xét nghiệm thì ghi cụ thể là xét nghiệm gì là làm luôn chứ. Đó, ví dụ như lipid máu thì giờ cụ thể làm gì. Bây giờ chủng ngừa thì cần cái mũi gì, cái đó mới là bệnh án chứ đâu có làm chung chung như vậy ha. Dạ. Dạ thưa cô, là cái phần này thì tụi em còn thiếu sót, tụi em chưa có bổ sung thêm ạ. Dạ cái tiêm chủng thì để em coi lại lịch có gì em bổ sung thêm được không ạ? Dạ coi đi, coi làm liền đi, có bạn nào bổ sung không? Dạ thưa cô, là em bổ sung cho bạn cái phần tầm soát lipid máu. Em là nhận lam số 40 thì cái phần tầm soát lipid máu thì mình có thể tầm soát cái cholesterol toàn phần. Nếu như mà cái cholesterol toàn phần nó có bất thường thì mình mới cần theo dõi thêm điều chỉnh chế độ ăn uống ạ. Em xin hết. Rồi. Số 40 trở lại nhiệt cực của nó. Số 40 là Nhật Lam rồi. Để các bạn khác đóng góp cho bệnh án này đi, có cần hỏi cái gì không? Tự nhiên cái bạn làm xong cái bạn đưa ra cái đánh giá là bạn hỏi mọi người hết, cũng không biết làm sao luôn. À, tại vì bây giờ cái lịch chủng ngừa chỉ có nãy em đọc là chủng những cái gì thì bây giờ thiếu cái gì, em phải chiếu lại cho các bạn coi, các bạn sẽ bổ sung cho em. Cái nhóm nào đã đi lâm sàng năm ngoái đó, nhìn cái lịch là biết thiếu cái nào liền phải không? Đối chiếu với cái lịch chủng ngừa liền, có đem cái lịch chủng ngừa theo không? Ủa? Bạn ơi, tại sao là cái bé này nó lại khé, nó chích người dài vậy? Thật ra thì cái chích ngừa dại là vì trong cái sổ tiêm chủng mà mình coi thì bé có chích ngừa dại, cho nên là mình liệt kê vô cái vaccine đã chủng ngừa luôn. Tại vì bé không có chích ngừa theo lịch tiêm chủng mở rộng mà đi chích ngừa dịch vụ, cho nên nó là những cái mũi nào mà bé có chích được thì ba mẹ đều cho bé chích hết. Thì cái chích ngừa mà bổ sung còn thiếu của bé thì có cái viêm gan CVA là còn một mũi, với lại là mũi dại vẫn là còn một mũi. Thịnh có hài lòng với câu trả lời của mình không? Rồi. Về cái phần mà chủng ngừa mà theo lịch mà vẫn còn thiếu, là chủng ngừa nhắc lại là có viêm gan siêu vi A, có bệnh dại, với lại là thương hàn thì bé chưa có chích mũi nào hết. Thì trong cái lịch của bé thì chỉ còn thiếu ba cái đó thôi, với lại là một mũi sởi quai bị rubella vào tháng 3 2023. Bé này cho mình thấy là bé này chích dịch vụ mà hình như bé không có chích rota ta, đúng không? Bạn nào hỏi vậy? Bạn nào mới hỏi rota? Công Minh hả? Công Minh hỏi hay đó. Tại con thấy cái này có cơ bản. Dạ. Có rota nha Minh, là tại vì mình đánh thiếu á Minh. Ok. Cho mình hỏi cái này cái Khải. Chỗ cái phần mà tìm Khải hỏi phải không? Khải là số mấy vậy? Dạ, em là Minh Triết cô, số 108 cô. Rồi. Cho cái phần mà tiêm mấy mũi mà não mô cầu á, là cụ thể là bé tiêm cái viêm màng não do não mô cầu là cụ thể là bé tiêm nhóm nào rồi? Trước đợi xíu cho mình coi lại cái lịch tiêm chủng.
Trong cái lịch thì mình chỉ thấy nó ghi là viêm màng não mủ do não mô cầu, xong rồi tiêm hai liều, một liều là vào 14 tháng 4 2019 với một liều là 16 tháng 2 2020 thôi. Còn ngoài ra thì mình không thấy nó ghi thêm cái gì nữa hết á. Còn cái loại thứ hai thì mình cũng không thấy đề cập trong đây luôn. Nó chỉ ghi là nó chỉ ghi vậy thôi á. Cho nên là mình cũng, ý là mình cũng chưa đi lâm sàng lắm, cho nên cũng không biết rõ là trên đó người ta sẽ tiêm sao. Alo, dạ em là Hồng Thanh, số 80. Dạ, em thắc mắc ở cái bệnh án này là những cái mũi tiêm chủng này nè, các bạn phải nên ghi là cái mũi bắt đầu tiêm mà từ tháng thứ mấy á. Ví dụ như là cái trường hợp là phế cầu á, thì bé tiêm được một mũi hay là hai mũi rồi, thì lúc đó thì mình mới tư vấn được. Cảm ơn góp ý của bạn nha, tại vì mình với nhóm làm hơi bị thiếu cái phần này, tại vì tụi mình chỉ có liệt kê thôi, không có ghi rõ, thì tụi mình sẽ rút kinh nghiệm. Alo, mình là Thịnh, số 79 hay sao? Cho mình hỏi cái chỗ đó, viêm não Nhật Bản đó là mình chích cái mũi Imozet hay là mũi Zevac theo cái chương trình nào? Trong lịch thì bé tiêm theo là Imozet. À, cảm ơn. Bạn mới hỏi là Gia Thịnh phải không? Dạ đúng rồi cô. Rồi rồi. Rồi còn câu hỏi nào nữa không? Dạ cô, em là Đức, số 16, em có xin có câu hỏi ạ. Số mấy trong em? Cái phần Đức số dạ, mấy? Dạ số 16 ạ. Rồi. Cho mình hỏi nhóm trình á, là trong cái phần mà phát triển và tăng trưởng á, là các bạn có để là bé có cái thừa cân á, thì mình có nguy cơ thừa cân á, thì đánh giá phải theo dõi thêm, thì cái theo dõi thêm đây mình theo dõi gì và mình có mục tiêu gì trên bé này không khi mà mình theo dõi? Mình xin hết, em cảm ơn. Ở bé này có nguy cơ thừa cân á, cho nên là cái phần đánh giá mà cái phần tầm soát thì hồi nãy mình có nói là làm cái lipid máu là cholesterol, với lại là nếu như mà có khả năng nguy cơ cao thì mình có thể là theo cái thay đổi cái chế độ ăn của bé, với lại là cái phần mà giáo dục sức khỏe thì hồi nãy mình có đề cập là hướng dẫn cho bé tập thể dục mỗi ngày, hạn nói chung là cho bé vận động nhiều, hạn chế cho bé ngồi, ý là cho bé thụ động ngồi một chỗ hay là chơi điện tử nhiều quá. Thì mình nghĩ là vậy, mình nghĩ là với nguy cơ thừa cân thì xét nghiệm tầm soát, thay đổi chế độ ăn, với lại là cho bé tập thể dục thêm. Rồi, Đức đồng ý không? Dạ thưa cô, em đồng ý với nhóm trình. Cho hỏi thêm một câu nhỏ nữa là trên bé này á, ngoài những cái đó thêm thì mình có mục tiêu cân nặng gì cho bé này không ạ? Tức là mình có mục tiêu cân nặng cho mỗi tháng hay là trong bao nhiêu lâu đó thì bé sẽ giảm được bao nhiêu ký không ạ? Hiện tại thì trong cái BMI mà mình tính với lại mình so với bảng thì cái nguy cơ thừa cân của bé nó vẫn, ý là nó vẫn chưa có nhiều, với lại là mình tầm soát thì mình cũng chưa có biết được cái xét nghiệm đó là nó kết quả như thế nào, cho nên đó là mình cũng chưa có biết được là mình sẽ dự tính, ý là dự tính một cái plan cho bé cân về cân nặng như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà mình có xét nghiệm rồi, mình hướng dẫn về cái tập thể dục với lại là cái chế độ ăn uống thôi, còn cái cân nặng chắc là mình không có ước lượng được nhiều. Cái câu này cô có ý kiến nè ha, các em đã có hỏi được cái em cái này có cái ưu điểm là em đã hỏi được cân nặng của
như lúc 1 tuổi rồi lúc mấy tuổi nữa đó, thì đúng ra là em phải vẽ cái biểu đồ tăng trưởng của nó để em coi cái xu hướng của nó như thế nào, cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái này là cái phần của nó là trong cái lúc mà khi nào mà có cái kết quả cholesterol thì lúc đó là em phải hạn chế các cái thức ăn tăng cholesterol thôi. Còn cái này là bắt buộc phải tham vấn dinh dưỡng rồi. Thì cô đề nghị cái nhóm nào mà sắp tới mình trình về bài tham vấn dinh dưỡng đó, em lấy thêm một cái ca này nha. Em lấy tình huống ca này tại vì bạn có hỏi chế độ ăn rất là cụ thể đó. Thì này mình sẽ đưa vào trong cái này mình tham vấn như thế nào nha. Nha nhóm mà tham vấn dinh dưỡng á. Rồi còn... Dạ, em cảm ơn cô và nhóm trình. Rồi. Còn câu hỏi nào nữa không? Dạ thưa cô, em là Thùy Vân ạ. Dạ. Số mấy vậy? Em dạ chắc 95 cô. Rồi. Dạ, em có một cái thắc mắc là bé này đang 2 tuổi 9 tháng thì tại sao cái tâm vận của bé lại được đánh giá theo mốc 2 tuổi tới 2 tuổi rưỡi à? Rồi, các bạn trả lời đi. Nhóm nào có? Thùy Vân, số 9, 15. Trung Lê Thùy Vân, phải không em? Dạ, phải ạ. Số em là 93 nha. Rồi. À, dạ. À, thì thật ra là mình tính được cái tuổi bé là mốc 2 tuổi 9 tháng mà bây giờ bé chưa tới 3 tuổi thì mình không dám lấy cái mốc 3 tuổi để mà so sánh. Thì mình mới xét từ cái mốc 2 tuổi với 2 tuổi rưỡi. Và hơn đó nữa, tại vì trong cái bảng của cô á, thì những cái ý mà cô in đậm á, nó sẽ là cái mốc phát triển mà hầu như là phổ biến nhất ở những cái trẻ ở tuổi đó. Còn những cái dòng ở phía dưới nó không có in đậm á, thì mình nghĩ là đó là những cái mà có thể là bé, những cái bé phát triển vượt cái mốc đó hơn một chút thì sẽ có những cái phát triển hơn những cái bé ở cái mốc tuổi đó. Cho nên là cái phần mà đánh giá cái bắt chước vẽ thẳng đứng hay là nhảy được lên các bậc thang gì đó là mình đánh giá nó vượt xa hơn cái mốc 2 tuổi rưỡi một chút, nhưng mà nó lại chưa có tới mốc 3 tuổi cho nên là mình mới lấy từ 2 tuổi tới 2 tuổi rưỡi. Cái này đó là cái vấn đề này là bạn Thùy Vân là rất là tinh tế đó. Cái này cái sai thứ nhất là em lựa cái em bé nó không trong cái nhóm tuổi này. Theo đúng nguyên tắc đó là mình tầm soát, mình đánh giá phát triển là cứ tới cái mốc tuổi đó là mình khám thôi. Mình không có lựa một cái em nó chênh như thế này nên em đánh giá sai ha. Tại vì nếu mà xếp nó vào cái nhóm 2 tuổi rưỡi thì bắt buộc là em phải tầm soát về phát triển của nó. Nên là em phải đánh giá kỹ. Chứ em không đánh giá sơ sài như vậy được ha. Thành ra là cái này là không có đúng rồi đó. Mình rút kinh nghiệm là lần sau mình đánh giá là mình phải chọn cái mốc cho đúng. Nhiều khi đi lâm sàng mấy em cũng hay lựa như vậy. Thành ra đâm ra là tự mình rơi vào. Tại vì đi lâm sàng thì có bệnh nào mình làm bệnh đó. Nhưng mà đúng là đánh giá phát triển là tới cái mốc đó mình đánh giá thì mình mới dễ biết là nó đúng hay là nó đạt hay nó không đạt ha. Rồi còn câu hỏi nào nữa không? Bạn Thùy Vân này tinh tế đó. Rồi không có câu hỏi nào nữa thì mấy em nghỉ hay là học luôn hay nghỉ chút xíu ha. Tại vì theo nguyên tắc là học có 8 tới 10 giờ mà bao giờ cô cũng dậy trễ hết. Có mệt không thì nghỉ chút xíu, nghỉ 10 phút. Nghỉ không lớp trưởng ơi? Dạ thưa cô, thì cô có thể giải tiếp đi cô. Tại... À, dạ. Lớp mình bữa nay có 96 bạn à. Tới thời điểm này cũng có 96 bạn à. Lớp trưởng cho cô biết em nào vắng đi ra lớp trưởng. Dạ thưa cô, thì tỷ số lớp lớp em là 106 bạn. Với có 3 anh chị học lại là sẽ có 109. Mà trong cái room của mình đó thì có 110 bạn. Cô nhìn ở chỗ cô là có 96 á. Dạ. À, 100 rồi nè, giờ lên 100 rồi nè. Bên em là 110 á cô, nếu hơi. Ủa vậy hả? Cô là sẽ có đủ 110 á cô. Ờ hả, sao room của sao cái máy cô của cô nó ra có chữ. Cô ấy, tức là cái nhìn cái hình của cô là ngoại trừ những cái bạn khác là nó thêm 100 bạn nữa cô.
Đó là cộng 100 dạ. Vậy hả? Dạ. Thôi vậy thì tại vì á là nó có cái điểm hiện diện đó, lớp trưởng điểm danh dùm cô nha. Vậy là bữa nay mình có vắng người nào không? Dạ thưa cô, là bữa nay là lớp đủ. Đủ hả không? Dạ. Sao hồi nãy cô có hỏi ba bạn đầu là Cường, Phước với Thọ là có đủ không em? Ba bạn này có đủ không? Dạ có. Cường, tên Thọ. Thọ, rồi Thọ thì có nè, rồi Cường có không? Dạ có cô ơi. Rồi Phước có không? Phước là hồi đầu tới giờ không có phải không? Rồi. Rồi bây giờ cô sẽ nói nhanh về cái bài. Thì nãy giờ mấy em nhóm cũng đã làm khá đầy đủ rồi, chắc không kịp làm tình huống. Rồi mấy em thấy slide chưa? Dạ tụi em thấy rồi ạ. Cô sẽ nói nhanh những cái phần nào mà mấy em, tại vì mấy em cũng trình hết bài của cô. Rất là hay là các bạn có cái phần giáo dục sức khỏe các bạn đã gom hết đầy đủ, sao mà em lấy ở đâu hay quá vậy ta? Mấy cái phần đó là chắc của nhiều bạn chuyển lại phải không? Tại vì cái đó là cô không có dạy mà sao mấy em có đủ hết, là cái đó chỉ có trong mấy cái thí dụ thôi mà có là rất là hay á nha. Thì đầu tiên để mà mình học cái bài này á, thì cái yêu cầu của mình là liệt kê các công việc chăm sóc trẻ khỏe mạnh và mục đích. Thì nãy mấy em liệt kê được rồi, và cũng mục đích của từng công việc, nhưng mà mục đích chung là chưa đủ ha. Cái thứ hai là các em giải thích các xác định yếu tố nguy cơ, sàng lọc và chuyên đề giáo dục theo tuổi, thì hồi nãy các em nói đạt. Và thực hành thì mấy em cũng đã có thực hành rồi. Thì nói chung là ba mục tiêu này rồi. Thì cái bài giảng hồi nãy, cái bài hồi nãy của mấy em nó cũng có đạt. Thì để đầu tiên mình nói cái mục đích, hồi nãy các bạn có một câu hỏi là chưa thấy áp dụng ha. Thì mấy em biết rằng đây là một cái lĩnh vực rất cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho trẻ em ha. Mà mục đích của bác sĩ nhi khoa không phải là chỉ có điều trị bệnh đâu, mà phải nâng cao sức khỏe cho trẻ em nữa ha. Thì cái này là nó đã được áp dụng ở Hoa Kỳ từ năm 1990 và ở Anh Quốc là năm 2009 ha. Nhưng mà cho đến năm nay thì cô mới thấy ở trong chương trình của sách giáo khoa Đại học Y Dược là mới có từ năm nay thôi, năm nay hay năm ngoái gì đó thôi ha. Thành ra là mình sẽ thấy là rất là chậm. Thì ở Việt Nam cho đến cái thời điểm cô soạn bài cho mấy em đó là ở Nhi Đồng 2 đã có một cái phòng khám, nhưng mà nãy cô kể với mấy em rồi, phòng khám này rất là đông, một buổi chiều có khoảng 2 đến 3 bệnh thôi. 2 đến 3 bệnh thôi. Thành ra là qua bên đó mà hỏi thăm thì họ cũng không có mặn mòi gì hết. Tại vì các bà mẹ Việt Nam không quan tâm chuyện đó. Họ đi khám bệnh và họ hỏi luôn các bác sĩ khám bệnh, nhưng mà các bác sĩ khám bệnh của mình thì lại không có kinh nghiệm về cái này. Và cuối cùng mấy em biết họ đi đâu không? Nhóm của mình có ai trả lời cho cô biết là họ đi đâu? Họ đi đâu để họ hỏi? Cuối cùng họ đi đâu? Họ ra phòng khám tư cô. Phòng khám tư cũng không có nhiều đâu. Họ đi đến trung tâm dinh dưỡng. Và đó là lý do tại sao mà trung tâm dinh dưỡng nó đông khủng khiếp bệnh nhi luôn. Mà trong khi cái đó là nhiệm vụ của bác sĩ nhi chứ đâu phải của bác sĩ dinh dưỡng hả mấy em? Ha. Thì mục đích của mình là phát hiện sớm các vấn đề trong quá trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em ha. Và từ cái phát hiện đó mình phải có những cái hướng dẫn dự phòng ngay từ lúc mới sinh và ở bản đồ mình phải có những cái hướng dẫn ngay từ cái lúc mới sinh để mà có thể cô ơi, cô bị tắt mic rồi cô. Rồi có tiếng chưa? Dạ rồi ạ.
thực sự cái chương trình này là nó có trước sinh, nhưng mà trước sinh là nó ở bà mẹ thì nó cũng không đưa vào đây, chứ còn nó có cái phần đầu là khám trước sinh, rồi khám lúc mới sinh, rồi mới là sau sinh. Thì qua bên mình là sau sinh, thành ra cô bắt đầu từ sau sinh, chứ chương trình này đầy đủ của nó là từ trước sinh lận. Nó không lên vậy nè. Thì có bốn cái lĩnh vực mà hồi nãy các em đã nói rồi ha. Thì đầu tiên là mình xác định các cái yếu tố nguy cơ ha. Và cái thứ hai là các cái chủng ngừa, thì nãy các bạn cũng nói rồi, nhưng mà các bạn chỉ có nói tới chương trình tiêm chủng quốc gia mà thôi là không đúng. Phải đầy đủ là phải có chương trình dịch vụ nữa nha. Và đây là cái lịch chủng ngừa mà các nhóm trước họ sử dụng cái bản này nè. Thì bạn nào chưa có thì mình phải tải về một cái bản như vậy để mình đánh giá. Mình sử dụng cái bản này thì mình nhìn ở cái tuổi đó mình sẽ biết là nó thiếu cái nào. Cũng như hỏi cái lịch chủng ngừa thì hồi nãy có một bạn góp ý đó là bạn Thanh đó, là em phải ghi là nó đã chích mấy liều, liều loại gì em phải dùng cái bản này thì em mới đánh giá được ha. Và về tầm soát thì hồi nãy các bạn cũng có nói rồi, tầm soát là cái gì, hay là nãy mấy em xài chữ sàng lọc đó, là cái quá trình mà phát hiện bệnh khi mà nó chưa có biểu hiện gì cả ha. Và để phát hiện đó thì mình phải là khám thực thể hoặc là mình làm xét nghiệm ha. Hoặc thì cái tầm soát này hồi nãy các bạn chưa có chia ra là mình có hai loại là thường quy và chọn lọc. Đối với khám tầm soát thì mình chỉ cần khám nhanh thôi, và mỗi lần đi như vậy là mình đều khám hết, và mình chú trọng vô cái tầm soát chứ mình không có ngược với lại cái đi khám bệnh, thì mình sẽ nặng vào chi tiết của bệnh hơn. Thì tầm soát về phát triển thì hồi nãy các bạn có xem rồi, cái tầm quan trọng là nếu mà các em theo dõi về cân nặng, chiều cao, vòng đầu thường quy trong 2 năm đầu thì mình có, nếu mà nó cái đường biểu đồ của nó chậm thì có thể là gợi ý những cái rối loạn như là bệnh nội tiết, bệnh tim mạch hoặc là bệnh thận ha. Và cái thứ nhì nữa là mình phát hiện dự phòng chứng béo phì ở tuổi nhỏ, như cái ca hồi nãy rất hay là em đã phát hiện nó có nguy cơ béo phì rồi ha. Chứ nếu mà em không theo dõi ngay từ tuổi này thì đến lúc nó béo phì thì nó sẽ khó. Ngay từ bây giờ là mình đã có thể tham vấn dinh dưỡng để điều chỉnh cái cân nặng của nó được rồi. Cái thứ hai là mình sàng lọc về mà phát triển vận động ha. Thì là mình hồi nãy mình sử dụng các cái mốc của mình á ha. Thì những cái thời điểm mà 9 tháng, 18 tháng, 30 tháng thì mấy em phải sàng lọc cẩn thận, mình phải khám kỹ hơn là ở những cái nhóm tuổi khác. Về cái tim thì hồi nãy các em nói rồi, nhớ là tim mà bắt mạch là bắt mạch đùi nha ha. Thì em nhớ là chỉ cần nghe tim và bắt mạch thì mình có thể phát hiện được tim bẩm sinh trong 6 tháng đầu tiên ha. Và đo huyết áp cũng vậy, đo huyết áp thì từ 3 tuổi, mà nhớ là 3 lần nó có cao thì nó mới là bắt đầu cần điều trị hay không. Hồi nãy về cơ xương cũng mấy em cũng có nói rồi, cô cũng có nói rồi ha. Những cái trẻ nào tầm soát là 100% hết ha, đặc biệt là những trẻ nó có nguy cơ ha. Ví dụ như là con gái nè, sinh con so nè, sinh ngôi mông, hoặc là nhìn nó có những cái tư thế mà bất thường. Tại vì mình mà không xử trí mai mốt nó sẽ, sau này nó sẽ có dáng đi bất thường nè, rồi nó có chiều dài hai chân nó không có cân xứng ha, và thậm chí nó có thể bị gù vẹo, rồi nó khó sinh hoạt hàng ngày. Ở trẻ gái thì nó có thể là ảnh hưởng tới cái khung chọc và ảnh hưởng tới cái việc sinh sản của nó sau này. Hồi nãy cái thủ thuật Otaline thì có một bạn góp ý đúng rồi ha. Và nó phát khi mà mấy em dạng và duỗi mà nó kêu lục cục là nó dương, chứ mình không sờ được đâu. Và ngày xưa thì chỉ cần khám thôi, còn bây giờ là mình có thể siêu âm giúp cho chẩn đoán. Còn cái sàng lọc hệ cơ thì hồi nãy bạn có nói được là ở trẻ lớn, nhưng mà không có giải thích cho các bạn hiểu. Thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ vẹo cuộc sống là 2-10%, và nó thường xảy ra ở trẻ 12-13 tuổi, trẻ gái, và trẻ trai là 13-14 tuổi. Vì vậy họ đưa ra cái mốc tầm soát của nó là ở trẻ gái là 10-14 tuổi và trẻ trai là 12-16 tuổi ha. Và cái cách khám thì hồi nãy các bạn đã nói rất là chi tiết.
Về tầm soát thính giác á, thì người ta thấy rằng là điếc điếc bẩm sinh nó có tỷ lệ lên tới 1% ha, mà cái tật này nó ảnh hưởng cho ngôn ngữ ha. Thì rất là nhiều trường hợp là lúc nó không nói được thì người ta mới đi khám mình mới biết là nó điếc. Vì vậy người ta để mà khám tầm soát sớm thì mình phải phát hiện nó sớm trước khi ảnh hưởng tới ngôn ngữ của nó thì nó mới có thể đi học được ha. Từ 4 tháng, 6 tháng, 12 tháng là đã phải tầm soát cái thính giác rồi. Thì các cái nguy cơ là hồi nãy các bạn nói rồi, những cái bé nào mà hồi nhỏ nó có bilirubin cao, vàng da mà bilirubin tăng trên 20mg trên decilit, hoặc là nó có bị rubella bẩm sinh, hoặc nó có viêm màng não, hoặc là nó có thiếu cân mà kèm với bất thường cái hộp sọ mặt, hoặc là nó có được điều trị bằng aminoglycosid. Hồi nãy các em đọc là aminoglycoside là đọc theo tiếng Anh ha, nhưng mà nó có một cái luật bất thành văn á là trong đi lâm sàng thì thường tên thuốc thì mình sẽ đọc theo tiếng Pháp để dễ viết hơn ha. Còn nếu mà các bạn không đọc được thì cố gắng tập để cho dễ giao tiếp hơn. Còn nhiều khi mà đọc mà aminoglycoside nhiều khi mấy cô điều dưỡng rồi mấy cô không có ghi được thì cũng khó ha. Hoặc là những cái trẻ mà nó kém đáp ứng với tiếng đọc hoặc là phát triển tiếng nói của nó là không có tốt. Thì những trường hợp này là mình chuyển đến khám chuyên khoa tai mũi họng, hay những cái trẻ nguy cơ này nè là mình chuyển đến tai mũi họng, chứ mình chỉ có khám rồi nó có đáp ứng với tiếng động hay không thôi. Và thị giác cũng vậy, thị giác thì là mình phải khám coi nó có bất thường ở nhãn cầu, ở mi mắt hay không, nó có nhìn theo không, nó có đáp ứng kích thích thị giác không. Thì tìm năm cái dị tật này thì hồi nãy các bạn không có hiểu, tức là nếu mà đục thủy tinh thể là thường thường dưới 4 tháng mình có thể phát hiện được ha, chứ không phải là ở cái tuổi này nó mới khám đâu. Mình phải khám hết mỗi lần mà khám, nhưng mà ở cái tật đầu tiên mình có thể phát hiện được là đục thủy tinh thể ha. Ở khoảng trên 6 tháng thì mình phải phát hiện được cái u nhãn cầu ha, và cái tật khúc xạ là khi nào trên 5 tuổi thì mình mới phát hiện được ha. Và lé thì nó chỉ có 2% thôi, nhưng mà phải trên 1 tuổi trở đi ha. Và giảm thị lực, đây là những cái tật ở mắt thường là mình sẽ phải phát hiện. Như mấy em thấy này, cũng như là trước khi đi học là những cái đứa trẻ nó phải được khám về tầm soát về thính giác, về thị giác hết. Trong khi ở Việt Nam mình là không có cái đó ha. Cái đó là một cái thiếu sót. Chứ ở trẻ em trước khi đi học nó phải có một cái giấy được khám tầm soát về thị giác rồi về thính giác, rồi chích ngừa đầy đủ nó mới được đi học lận. Và chuyển khám răng hàm mặt cũng vậy, nếu mà mình thấy nó có viêm, nó có chảy máu lợi, nó có hư răng, nó có sâu răng và nó có bất thường khoang miệng thì mình chuyển khám răng hàm mặt. Thì những cái phòng chống sâu răng thì hồi nãy các bạn cũng có nói rồi ha. Về cận lâm sàng thì hồi nãy cô rất là cảm ơn các bạn nói rõ ra những cái mà bất thường. Thì ở trong này cái đo thính lực cô không đưa vào cận lâm sàng. Tại vì cận lâm sàng mà mình phải làm trong cái lúc lần khám đó. Ví dụ như mình khám mình ghi xét nghiệm. Còn cái vụ mà đo thính lực thính giác đó, cái đó là khi mình đưa qua tai mũi họng thì họ làm. Thành ra cô không có xếp nó vào cái tầm soát cận lâm sàng. Hồi nãy các bạn cũng đã nói rất là rõ cái này rồi ha. Thì tại sao mình phải tầm soát thiếu sắt cái này? Dạ thưa cô, là tiếng cô bị mất rồi ạ. Nghe chưa? Dạ nghe lại rồi cô. Tại nãy cô có điện thoại. Cô có điện thoại rồi.
Tại sao mình phải tầm soát thiếu sắt? Vì đây là cái tỷ lệ nó rất là cao. Mấy em học hồi năm thứ ba cô có nói rồi. Có thể lên tới 24% lận. Mà ở những trẻ từ 6 tháng đến 24 tháng ha. Thành ra những cái trẻ mà bú mẹ đó thì thường thường nó sẽ đủ sắt tới 6 tháng. Nhưng mà sau đó nó sẽ thiếu. Ha mấy em, nếu mà ai có cháu nuôi sẽ để ý. Khi mà bắt đầu nó ăn đặc, nó sẽ cái da nó sẽ đỏ lên, môi sẽ đỏ lên và da sẽ hồng hào hơn là những cái đứa nhỏ chưa được ăn dặm. Ha, những cái trẻ sinh non thì nó không có thể nào mà nhận sắt từ sữa mẹ, thì đây là những cái đứa đặc biệt là nguy cơ cao. Thành ra là khám trẻ em khỏe mạnh là mình phải bổ sung sắt cho những cái trẻ mà sinh non dưới 2 tháng và những trẻ bú mẹ dưới 4 tháng mình cũng phải bổ sung ha. Cái này là bác sĩ khám trẻ khỏe mạnh phải cho y lệnh cái này ha. Ví dụ như nó ở sinh non là ngay từ nhỏ mình đã phải bổ sung siro sắt cho nó rồi ha, và sinh đủ tháng cũng vậy, nhưng mà sau 4 tháng thì không cần ha, và mình phải tiếp tục ít nhất là trong năm đầu tiên đó. Cái đó là khuyến cáo của ở Hoa Kỳ ha. Và sàng lọc là mình chỉ sàng lọc thiếu máu mà thôi, và mình dùng cái hemoglobin hoặc là HCT này các bạn nói ha. Thì ở trẻ đủ tháng thì mình sẽ sàng lọc ở 9 đến 12 tháng tuổi, và ở trẻ sinh nhẹ cân là ở 6 và 9 tháng tuổi nha. Về chì hồi nãy các bạn nói rồi, bài cũ đó cô dùng ngộ độc chì, thành ra các bạn mới hiểu lầm là các bạn chỉ cần nhiễm chì thôi nha mấy em, nhiễm chì thôi là nó đã độc cho em bé rồi. Thì chì nó có ở đâu? Nó có ở trong cái không khí mà sử dụng xăng pha chì ha. Những cái sơn nhà cũ, thành ra trong cái bệnh án mấy em thấy là đúng ra của người ta hỏi là hỏi nhà cũ hay nhà mới nữa. Để coi có nhà cũ là coi chừng cái nguy cơ ngộ độc chì ha. Rồi các cái đường ống nước ha, các đường ống nước, rồi các cái vật gia dụng như gốm sứ đều có hết. Nên em thấy không khí cũng có nè, rồi vật dụng cũng có, thành ra là chì nó có ở khắp nơi trong cơ thể. Vì vậy trẻ em là nó lại hay bốc bỏ vào miệng, thành ra nó là rất là nguy cơ cao là nó bị nhiễm chì ha. Thì nhiễm chì người ta thấy cái thời của cô là cái nồng độ nó rất là cao, nhưng mà bây giờ chỉ cần 15, hồi xưa là 60 mới độc, thì bây giờ chỉ cần 15 microgram trong máu thôi là nó đã có độc rồi ha. Thì độc thì nó làm sao? Độc nó sẽ ảnh hưởng tới cái hệ thần kinh của em bé ha. Khi mà nó nhiễm chì thì nó sẽ học kém, nó sẽ tư duy chậm và nó bị còi cọc, nó chậm phát triển ha. Vì vậy ở bên Hoa Kỳ người ta đưa cái sàng lọc chì là cho toàn bộ ở 12 tháng và ở 2 tuổi. Và những cái trẻ mà nó có nguy cơ là cái môi trường của nó đó là ở 6 tháng và 9 tháng ha. Và cùng với các cái biện pháp mà loại trừ, ví dụ như sơn cũ thì thôi làm ơn cạo ra, cạo lại xây sơn mới đi. Rồi đồ đạc gì chung quanh gì đó làm mà nguy cơ là mình phải loại ra hết. Tuy nhiên cái điều này không có thực hiện được ở Việt Nam. Mấy em học thì mấy em phải phân biệt ra, sẽ có những cái ở Việt Nam chưa làm được, nhưng mà mình học thì mình phải học của thế giới thôi. Là tại vì xét nghiệm mà đo cái nồng độ chì trong máu đó là ở Việt Nam chưa có làm được ha. Hồi đó để mà cô làm về cái đề tài về ngộ độc chì thì cô phải định lượng chì rất là khó. Cô phải cầm máu đi đến nhờ các cái trung tâm mà lúc đó là thầy Chu Phạm Ngọc Sơn, không biết có bạn nào biết không? Đó là một cái trung tâm xét nghiệm mà của sinh về sinh học, mà nhờ xét nghiệm thì đến bây giờ thì cái xét nghiệm máu chì trong máu nó cũng rộng rãi hơn rồi, nhưng mà nó cũng không có làm được đại trà để mà sàng lọc ha. Vì vậy ở Việt Nam thì mình chưa có quan tâm đến cái này. Nhưng mà cái lúc cô làm đề tài chì đó là mấy em phải biết rằng cô đi liên hệ với cái môi trường, thì cái ban môi trường của thành phố đó họ có cái nhiệm vụ là đi lấy cái mẫu chì mỗi tháng, họ lấy ở các cái ngã tư, mấy em biết, để họ để cái hộp metri ở các cái ngã tư và họ định lượng ở trong cái không khí, vì ngã tư là nơi xe cộ đi lại nhiều nhất, thì họ thấy cái hàm lượng chì trong không khí của mình rất là cao. Và cái lúc cô làm cái đề tài chì là khoảng năm 97, lúc đó là ở thế giới người ta đã không còn dùng xăng pha chì rồi
mà Việt Nam mình vẫn còn xài. Và cái lúc đó là tụi cô làm cái đề tài đó rất là bức xúc, những cái đề tài mà những cái trường hợp ngộ độc trì của cô là nó thành dư chứng não luôn, tàn phế hết luôn, nhưng mà đăng bài rất là nhiều trên báo nhưng mà không có gây được sự chú ý cho mọi người. Thì gần đây thì mình đã đổi sang cái xăng bớt pha chì, nhưng mà nó vẫn còn hai loại. Thành ra là có thể là lưu ý trong chẩn đoán thôi, nhưng mà ở Việt Nam thì mình chưa làm được cái chuyện này. Và ngược lại thì là lao. Lao là ở nước ngoài nó không có chích ngừa cho em bé mới sinh. Tất cả em bé ở Mỹ nó không có chích ngừa lao lúc mới sinh. Mấy em mà nhìn cái bảng chích ngừa nãy là không có. Bởi vậy thành ra là ở nước ngoài nó mới cần sàng lọc lao bằng phản ứng lao tố là IDR hay là test tuberculin ở da. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì không có làm cái này, nhưng mà mấy em cũng nên học cho biết thôi. Thường thường ở Việt Nam mình chích ngừa xong thì sau 6 tháng là nó sẽ có cái sẹo. Các em mở cái tay trái của mình ra coi, bạn nào mà không có cái sẹo đó là các bạn phải đi chủng ngừa lại đó. Đâu có bạn kiểm coi bạn nào chưa có, nói cho cô biết nè. Có bạn nào không có không? Sờ lên cái tay trái. Có bạn nào không có sẹo không? Có không? Thành ra là mình không có cần phải sàng lọc lại đại trà nữa. Mình chỉ sàng lọc khi nào có nguy cơ thôi. Ví dụ như là ba mẹ hoặc người thân có nhiễm lao. Hoặc là trẻ bị nhiễm HPV, hoặc là mình làm cái test tuberculin nó dương tính thì lúc đó mình mới cần sàng lọc thôi. Thì cái này nó khác với nước ngoài. Và một cái ở Việt Nam mình cũng chưa làm, thì cô rất là cảm ơn cái đề tài hồi nãy các em đã gợi ý tới Ở trẻ em không ai nghĩ tới rằng là cần phải làm cái sàng lọc lipid máu Nhưng mà trong khi cái tỷ lệ béo phì của mình bây giờ rất là cao, trên 30-40% trẻ em rồi đó, thì người ta thấy rằng là những cái sơ vữa động mạch mà ở tuổi lớn đó là nó đã có từ ở những cái em bé mà béo phì dư cân hồi nhỏ rồi. Vì vậy họ sàng lọc cholesterol ở những cái đứa dư cân béo phì này nè, thường thường là béo phì thôi chỉ có sàng lọc ở trên 2 tuổi thôi, là vì ở cái tuổi này nó mới có chế độ ăn như người lớn thành ra là nó mới có cái nguy cơ tăng cholesterol và sàng lọc là ở 2 tuổi và 4 tuổi. Thì nếu mà có cái cholesterol bất thường thì lúc đó là người ta sẽ có những cái biện pháp, ví dụ như hướng dẫn chế độ ăn kiêng hoặc là thử định kỳ lipoprotein lúc đó ấy Và đây là cái nhóm của mình không có sử dụng cái bảng này. Đây là cái bảng mà khuyến cáo mỗi lần mà mình chủng khám sàng lọc, khám là mình em sử dụng cái bảng này để mà mình sàng lọc cho các em bé, mình chọn các cái xét nghiệm như thế nào. Thì cô in bự ra là ở đây mình sẽ thấy có những cái chấm và những cái sao Thì những cái chấm tròn là những cái tầm soát mà thường quy, còn những cái sao đó là mình tầm soát khi nào có nguy cơ thôi Thì cô sẽ tóm tắt lại các cái bảng như thế này, mấy em nên in ra để chung vào trong cái bộ của mình để lúc mình khám thì mình mở ra cho dễ, hoặc là lúc mình kiểm tra thì mình sử dụng cũng tốt Thì cái tầm soát chung tầm soát thường quy là nó sẽ có 7 cái Ví dụ như là tầm soát bệnh chuyển hóa và hemoglobin, rồi tầm soát phát triển, rồi sức khỏe răng miệng, rồi thính giác, rồi tự kỷ. Tự kỷ là ở 18 tháng 2 tuổi rưỡi Thành ra cái bé hồi nãy đó, nếu mà của em mà nó vô là em xếp nó vô 2 tuổi rưỡi là nó phải có cái tầm soát tự kỷ đó. Rồi thiếu máu là ở 12 tháng và thị giác là ở 3 tuổi và 4 tuổi. Tức là tất cả những trẻ ở cái độ tuổi này là phải tầm soát 6 cái vấn đề này, 7 cái vấn đề. Còn tầm soát chọn lọc là khi nó có nguy cơ hoặc là cha mẹ có lo lắng thì tầm soát chọn lọc là nó cũng có 7 cái vấn đề, là thị giác, thính giác, thiếu máu, nhiễm chì, lao, sức khỏe răng miệng và rối loạn lipid máu. Còn ở trẻ lớn thì cái tầm soát thường quy nó có 2 cái thôi, ở trẻ nhỏ nãy mình thấy 7 cái lận Ở trẻ lớn tức là từ 5 tuổi trở lên thì chỉ cần là thị giác và thính giác mà thôi. Đó là toàn là cái tuổi trước đi học nè trước đi học và trước khi chuyển cấp
Và tầm soát chọn lọc ở trẻ lớn cũng vậy, nó cũng có 7 vấn đề. Thì là ở sức khỏe răng miệng là nó lên hàng đầu, ở 6 tuổi ha, là phải tầm soát hết. Rồi thị giác, thính giác, ha, rồi thiếu máu, rồi nhiễm chì, rồi lao và rối loạn lipid máu. À, về cái phần mà giáo dục sức khỏe đó, thì trong cái bài mới này cô đổi qua hướng dẫn để cho mấy em dễ hiểu. Nhóm trước xài cái giáo dục sức khỏe nhiều khi nó không hiểu rõ, thì nhớ mục đích của mình là cái gì, là mình hướng dẫn cho người ta những cái biện pháp nào để nâng cao sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật ha. Thì cái phần này các bạn đã nêu đầy đủ hết những cái mà cô đã đề cập cụ thể trong từng cái. Cô rất là khen làm sao mà các em có đầy đủ hết đó, rất là hay. Bây giờ mình vào cái phần thực hành ha. Thì thực hành chăm sóc trẻ khỏe mạnh là các em phải biết cái lịch khám của nó ha. À, cái lịch đầu tiên là nó trước sinh nhưng mà cô không có đưa vô đây ha. Và sau sinh là sao, là ngay khi mới sinh cho đến trưởng thành, là trưởng thành là 20 tuổi ha. Thì là ở bên nước ngoài là nó khám như vậy, nhưng mà nó nhấn mạnh là từ cái nhóm 0 cho đến 5 tuổi ha. Thì các cái lượt khám của nó là năm đầu tiên á, là mới sinh nè, là ở tại cái bệnh viện sản nè. Ở bên nước ngoài nó là sinh ra là lúc mà ngay tại cái phòng sinh là nó sẽ có một bác sĩ nhi và một bác sĩ sản. Bác sĩ sản là lo cho mẹ và bác sĩ nhi là lo cho con mới đúng á ha. Và một tuần, hai tuần, một tháng ha. Rồi sau đó là mỗi hai tháng, hai tháng, bốn tháng, sáu tháng ha. Từ sáu tháng trở đi thì là mỗi ba tháng. 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng. Ha. Sau 18 tháng thì nó là 6 tháng, tức là 24 tháng, 30 tháng. Và từ 3 tuổi trở đi thì là khám mỗi năm. Ha. Đây là cái lịch khám trẻ em khỏe mạnh. Thì cái nội dung khám thì hồi nãy các bạn cũng đưa ra rồi. Đầu tiên là mình quan sát cha mẹ và bé. Ha. Rồi cái thứ hai là mình quan sát sự phát triển. Cái thứ ba là mình khám toàn diện ha. À, ưu tiên những cái lo lắng của bà mẹ hoặc là những trẻ lớn nó có cái vấn đề gì lo lắng là mình phải quan tâm, mình phải ưu tiên cho cái phần đó ha. Và tầm soát thì mình sẽ thực hiện tầm soát thường quy và chọn lọc ha. Cái phần thứ năm thì chủng ngừa, hồi nãy các em nói rồi. Và phần thứ sáu là hướng dẫn hay là giáo dục sức khỏe. Thì cái quan sát mà tương tác giữa cha mẹ và bé đó, là hồi nãy cái phần quan sát của mình là chưa có đúng ở cái tuổi đó ha. Thì tùy cái tuổi, thành ra cái phần của em, phần của mấy em hồi nãy đã có cái phần hướng dẫn giáo dục sức khỏe là rất là tốt rồi. Thì các em sẽ thêm những cái phần mà về quan sát tương tác nữa ha. Thì thường thường là coi có quan sát cha mẹ giao tiếp với nhau như thế nào. À, cha mẹ có hài lòng không, mẹ có bị trầm cảm không, có giận dữ, có mệt mỏi không, rồi bé nó có phản ứng quấy khóc gây rối không, cha mẹ có tự tin khi chăm sóc bé không, rồi cha mẹ có hỗ trợ cho nhau không ha. Thực sự là cô khám bệnh là cái kinh nghiệm của cô là ở Việt Nam là rất là buồn phiền cái chuyện này. Thường thường là bà mẹ sẽ ẵm đứa nhỏ vào khám bệnh và ông bố thì làm gì mấy đứa. Ông bố sẽ ngồi ở ngoài và cầm cái điện thoại bấm 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 ha. À, mặc cho bà mẹ làm gì, rồi con khóc, rồi con la thì ông bố cũng không có quan tâm ha. Thì cái đó là một cái đứa nhỏ không được chăm sóc đầy đủ đó ha. À, quan sát sự phát triển thì hồi nãy các em cũng nói rồi là mình phải đánh giá sự phát triển qua các cái mốc phát triển ha. À, mình phải sàng lọc ở 9 tháng, 18 tháng và 30 tháng. Và mình phải sàng lọc tự kỷ ở 18 tháng và 24 tháng. Thì khám toàn diện thì hồi nãy các bạn đã nói rồi ha. À, chủng ngừa cũng nói rồi, hướng dẫn thì các em cũng nói rồi ha. Và mỗi lần mà khám xong như vậy đó, mình phải ghi vào cái cuốn sổ sức khỏe ha. Các bạn nào mà chưa thấy cái cuốn sổ sức khỏe thì có em bé thì cô em bé nào thì mở ra cho biết. Cái sổ chủng ngừa nó cũng là cái sổ sức khỏe đó. Thì trong ở đó là mình phải ghi vào mỗi lần đi khám là mình phải ghi vào. Rồi có cái vấn đề nào thì mình phải có kế hoạch. À, cũng như cái đứa nhỏ hồi nãy á, là mình phải có cái kế hoạch. Nó cái vấn đề của nó là chủng ngừa là chưa có đủ nè. Rồi cái vấn đề của nó là thừa cân nè, phải không? Thành ra là phải có kế hoạch thăm vấn dinh dưỡng nè. Rồi phải theo dõi cân nặng của nó nè. Rồi, các em có câu hỏi nào không?
Dạ cô ơi, em có một câu hỏi ạ. Em tên là? Dạ em tên Khải ạ, số 32 ạ. Rồi, Khải hỏi gì em? Dạ, cái phần mình đánh giá phát triển đó cô, thì như cái ca hồi nãy là 2 tuổi 9 tháng, nhưng mà đối với một cái bé mà giống như bất thình lình mẹ nó dẫn nó lại khám với mình, và nó hiện tại vẫn là 2 tuổi 9 tháng vậy đó cô, thì mình sẽ lấy cái mốc phát triển đánh giá như thế nào và mình sẽ kết luận như thế nào đó cô? Thì cô đã nói rồi, ở cái trường hợp này nó là tương đối thôi. Cái lỗi là tại vì ở Việt Nam mình chưa có cái chương trình khám trẻ em lành mạnh, thành ra các bà mẹ không có biết, không có áp dụng. Chứ đúng ra là bà phải đi khám lần đầu tiên lúc mới sinh, rồi khám xong cái mình sẽ hẹn lúc một tháng chị trở lại nha ha. Còn thì nó khám đều đặn tới 2 tuổi thì cái lần khám của nó sẽ là 2 tuổi rưỡi, rồi 2 tuổi rưỡi là sẽ đến 3 tuổi. Tại vì mình không có áp dụng chương trình đó đúng, thành ra là các cái đánh giá nó chỉ là tương đối hết ha. Thì thường là nếu mà làm tốt nhất thì mẹ em sẽ phải chọn cái mốc gần nhất thôi ha. Thì có thể là chọn mốc 30 tháng, tại vì nó hai nãy em nói là bao nhiêu tháng ha? 33 tháng phải không? 33 yeah. Tháng. Nó hơi khó thì mẹ em sẽ chọn cái mốc là có những hồi đó đi ra đánh giá thì cô thấy là thường thường là cái mốc 30 tháng là nó sẽ đạt, bắt buộc nó sẽ phải đạt, nhưng mà mốc 3 tuổi thì có thể là chưa ha. Là nó chọn cái này là phải chọn đúng mốc thì mới dễ đánh giá, mới kết luận chính xác được ha. Rồi còn các bạn có câu hỏi nào nữa không? Chọn một cái tình huống mà để giảng dạy hay là để thực hành là em phải chọn chuẩn, còn trong cái những cái trường hợp mà nó không chuẩn thì mình phải linh động thôi. Rồi không có câu hỏi thì mình sẽ qua phần tiếp nha. Thì làm bệnh án lần đầu thì nãy các bạn đã làm cái này rất tốt rồi ha. Thành ra là cô này, em thấy của nước ngoài nè, là bệnh sử xã hội á, nó còn coi cái nhà cửa là nhà cửa cũ hay mới cái tuổi của cái nhà đó, thấy không ha. Rồi cái người ta rất là lưu ý coi những cái đứa nhỏ mà nuôi con bà mẹ đơn thân hay ông bố đơn thân nữa ha. Để người ta rất là quan tâm tới cái vấn đề mà được nuôi sóc có đầy, được chăm sóc có đầy đủ tình thương không ha. Và chế độ ăn thì người ta còn quan tâm tới là nó có thích cái món nào nhiều hay không, rồi nó có hấp thu được thức ăn hay không ha, rồi nó có thèm ăn hay không nữa. Rồi phải coi, mình phải theo vẽ cái biểu đồ phát triển để mình coi nó phát triển có đều đặn từ nhỏ tới giờ không, nó có bị cái giai đoạn nào mà không có bình thường hay không. Đó, về tăng trưởng và phát triển thì hồi nãy cái bảng của mấy em là thiếu cái vẽ cái biểu đồ ha. Rồi cái phản ứng của gia đình với sự phát triển của bé, đây là vẽ cái biểu đồ. Thì mấy em thấy đây là một cái đứa nhỏ nó phát triển, nó có một cái giai đoạn nó có hơi cao lên nhưng mà nó vẫn ở trong cái chưa có, tức là nó có giai đoạn dư cân đó ha, nó có cái giai đoạn dư cân nhưng mà sau đó nó được điều chỉnh trở xuống nè. Và đây là một cái biểu đồ chiều cao mà nó khá chuẩn ha. Rồi chuẩn ngừa và test tầm soát thì coi nó có làm chuẩn ngừa. Thì hồi nãy của em đã thiếu cái phần test tầm soát là tại vì mấy cái đứa nhỏ này nó không có trong cái chương trình ha. Coi chuẩn ngừa là nó phải chuẩn ngừa những cái gì và cái lần gần nhất là cái gì, như nãy bạn góp ý rất là đúng á. Rồi cái test tầm soát thì nó có làm cái nào không, ngày thực hiện gần nhất là cái nào, thì mình phải kiểm tra lại. Hồi nãy bạn khám đó thì đứa này nó dư cân đó, thì toàn trạng là bạn thiếu là bạn xem nó có bụ bẩm không. Thường thường mấy cái đứa này cái tổng trạng nó sẽ khá là bụ bẩm đó nha. Và các cái phần này thì hồi nãy các bạn cũng đã nêu rất là đủ rồi, cô không có góp ý gì thêm ha. Và bạn thiếu cái phần cuối cùng là các cái vấn đề của mình và các cái vấn đề của cha mẹ không ha. Rồi có câu, cái này thì không có gì thôi, bây giờ mình thực hành một trường hợp. Hồi nãy các bạn nói hết rồi nên cô thấy cũng không cần cái thực hành gì hết. Các bạn hồi nãy các bạn cũng có nêu đầy đủ rồi nè, mỗi một đứa nhỏ nhớ nó sẽ có 6 mục phải không, mục quan sát cha mẹ và bé nè, rồi quan sát sự phát triển nè, rồi khám toàn diện nè, tầm soát nè, chuẩn ngừa nè, và hướng dẫn nhớ ha. Một cái khám trẻ khỏe mạnh nó sẽ có 6 mục. Thì bây giờ cô cho ví dụ ở một cái đứa nhỏ 2 tháng
thì khám á, là mình coi là cha mẹ nó cái tuổi này là mẹ rất là dễ bị trầm cảm sau sinh ha, thành ra mình phải xem coi có hài lòng không, mẹ có nguy cơ trầm cảm không, có giận dữ, có mệt mỏi không ha. Ở sự phát triển thì mình coi nó có nhìn theo được không, nó có cười to không, nó có ngóc giữ đầu khi nằm sấp hơn. Đây là những cái mốc ở trong cái cuốn đánh giá phát triển thôi. Khám toàn diện thì ở cái tuổi này là phải lưu ý là tim ha, tại vì tật bẩm sinh tim là sẽ phát hiện sớm trong vòng 3 tháng, 3 đến 6 tháng đầu nha. Ở trẻ trai thì mình phải lưu ý coi tinh hoàn nó có xuống chưa ha, và cái tật vẹo cổ nó cũng hay gặp ở cái nhóm này. Thành ra khám toàn diện ở cái nhóm này thì ngoài những cái chuyện bình thường thì mình phải lưu ý ba cái vấn đề đó. Còn về tầm soát thì mình sẽ cho cuối cùng mình sẽ phải coi có cần không, có cần cái này là có cần khám thị giác không. Khám thị giác đó thì nó phải khám cái ánh sáng đỏ, nhưng mà mình không có điều kiện thì nó thường cái khám chọn lọc này là mình phải đưa mình dùng đèn mình chiếu, hoặc là mình nhờ bên mắt họ khám cho mình ha. Và chủng ngừa thì ở đây là mình phải cho các cái, sau khi mình khám xong thì mình sẽ cho cái lịch chủng ngừa, như vậy là nó đi chủng ngừa luôn á. Thì để mà tìm cái tầm soát thì mình sử dụng cái bảng này, không đi 2 tháng tuổi đó thì mấy em sẽ nhìn thấy nó sẽ tầm soát nè, bệnh chuyển hóa và hemoglobin là thứ nhất phải không, rồi cái gì nữa, thính giác ha, 2 tháng phải không, rồi đó là phải 2 cái. Còn tầm soát chọn lọc thì nó có cái gì đó, tầm soát chọn lọc thì là những cái đứa này nó không có nguy cơ thì nó không có cần khám cái gì hết. Còn nếu nó mà nó có nguy cơ thì nó sẽ có khám mắt nè ha, nó chỉ có cái khám mắt thôi. Và hướng dẫn thì hồi nãy các bạn đã nói đầy đủ rồi ha, các bạn đã nêu được hết cái này. Thì ở cái tuổi này hồi nãy có bạn có hỏi về cái tai nạn đó, thì cái an toàn ở cái tuổi này mình chỉ có hướng dẫn an toàn về nước nắng thôi, với lại các cái vật nhỏ thôi, tại vì cho nó chơi những cái vật nhỏ thì không thì nguy hiểm thôi, chứ còn không có hướng dẫn các cái kia. Các bạn theo, các bạn xin cái nhóm trao đổi, cái nhóm mà trình bày của mình là có hướng dẫn, là các bạn đã có đầy đủ hết rồi ha. Rồi như vậy thì có câu hỏi nào nữa không? Cô cho em hỏi cái chỗ tầm soát ngộ độc trì ấy cô, tại sao mình chỉ tầm soát mỗi lần ngộ độc trì, còn các thuốc khác thì nó xảy ra cấp tính nên mình không cần tầm soát hay sao? Ví dụ như là thuốc giảm đau paracetamol, hay là trẻ bổ sung sắt nhiều quá bị ngộ độc sắt. À cái đó là nó đi vô trong cái mảng bệnh rồi. Ví dụ như giờ nó ngộ độc paracetamol thì nó phải uống paracetamol chứ, phải không? Ví dụ như mà bà mẹ đem con vô nói con em nó uống 60 viên, 30 viên thì lúc đó là nó đi vô cái chương bệnh bài ngộ độc rồi. Còn cái này là mình tầm soát trẻ khỏe mạnh, nó hoàn toàn bình thường và nó đến với mình vào những cái lịch khám, thì mình chỉ cần tầm soát những cái gì ảnh hưởng tới quá trình phát triển của nó mà thôi ha. Chì nó không phải là thuốc, chì nó tồn tại khắp ở trong cái môi trường bên ngoài. Còn cái sắt thì là mình cho uống theo hàm lượng quy định mà, thành ra là đâu có xếp nó vào ngộ độc được ha. Còn chừng nào nếu mà giờ em cho nó cái liều là có 2 ml thôi mà giờ nó cầm nó uống hết nguyên chai đó thì lúc đó nó sẽ vào bệnh viện vì lý do là con em uống hết một cái chai sắt, thì lúc đó là nó vô trong khám bệnh và nó sẽ mình sẽ vô cái chương là ngộ độc, không có phải ở khám trẻ khỏe mạnh nữa. Nhớ ha, mấy đứa phải nhớ đối tượng của mình là trẻ hoàn toàn khỏe mạnh và nó đi khám định kỳ. Rồi còn câu hỏi nào nữa không? Hết rồi. Rồi không có gì thì mình nghỉ ha. Ha. Dạ vâng ạ. Rồi, không có gì thì mình nghỉ. Rồi, chào mấy em. Dạ, chào cô. Cảm ơn cô ạ. Mấy lớp sau, mấy nhóm sau cũng làm như vậy tốt, cho tốt nha.